Bất quá sau đó đó là nhìn thấy bọn họ hướng về Trần Phi tất cung tất kính khom người nói rằng Trần tiên sinh, đa tạ ngài tự mình xuất thủ. Nếu không phải Trần Phi Trần tiên sinh tự mình xuất thủ, như vậy Beirut, ngày hôm nay tự sợ rằng thật muốn từ trong tay bọn họ chạy thoát. Đến lúc đó, bọn họ những người này phải muốn mỗi người đều tao ương. Vì vậy, bọn họ hiện tại có thể nào không may mắn? Cuối cùng là không hướng về xấu nhất phương hướng phát triển a. Trần tiên sinh, còn lại những người này muốn giải quyết như thế nào? Toàn bộ giết, mà nhưng vào lúc này, miệng kia sừng còn lưu lại nhàn nhạt vết máu mô đần đi lên. Ở phía sau hắn là vẻ mặt tuyệt vọng cùng run rẩy Brett gia tộc đám người. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, bọn họ hiện tại lại biết, bọn họ Brett gia tộc chỉ sợ là muốn xong. Bởi vì hiện vào lúc này cái này sở hữu ở đây đại nhân vật, tựa hồ cũng muốn đối phó, bị diệt gia tộc bọn họ a. Có thể, tại sao có như vậy, bọn họ thật không hiểu, không rõ, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Toàn bộ giết. Nghe vậy Trần Phi nhãn thần hơi giật giật, rời đi đến, ánh mắt dừng lại ở lão Brett cùng với Oviedo công tước những. Này, chín mặt, trên mặt, rốt cục vẫn phải trong lòng thở dài. Niệm và trước đây quan hệ bọn hắn thật coi như không tệ, huống hồ bọn họ cũng tốt giống như quả thực không biết chuyện này. Vì vậy chỉ thấy Kỳ lắc đầu, nói coi như hết, đáng giết không phải là đều đã giết sao. Lại nói các ngươi hiện tại lẽ nào đều không muốn trước nghỉ ngơi một chút. Đều trước yên tĩnh một chút đi. Lão Brett, Oviedo công tước, hai người các ngươi đi theo ta. Trần Phi lời vừa nói ra. Ở đây đông đảo đều thế lực lớn cao tầng cường giả đều là trong nháy mắt hơi biến sắc mặt biến, minh bạch Trần Phi Trần tiên sinh ý tứ này tựa hồ là muốn đem Brett gia tộc ôm xuống tới. Bất quá, quả thực cũng là, đáng giết bọn hắn bây giờ đều đã giết, lại còn dư lại cũng bất quá đều là một ít không biết tình hình thực tế cá nhỏ tiểu tôm. Nếu Trần Phi Trần tiên sinh đều tự mình làm bọn họ mở miệng cầu tình, vậy bọn họ những người này, đương nhiên không có khả năng, cũng không dám không nể tình. Vì vậy sau đó, chỉ thấy Modern trực tiếp là hướng về bên cạnh một Brett gia tộc nguyên lão lạnh lùng nói mang ta ra đi nghỉ ngơi. Ta cần một chỗ an tĩnh một chút trị thương. Vâng, vâng, Modern đại nhân, ngài mời đi theo ta. Bị, điểm, giờ, đến danh, Brett gia tộc nguyên lão trong nháy mắt cả người chính là một cái giật mình, bất quá nhưng cũng là rất nhanh thì hoàn hồn cùng phản ứng kịp, run rẩy cung kính nói. Sau đó... Modern liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn trực tiếp từ dưới đất này thông đạo đi ra. Những người khác nghe vậy thấy thế cũng đều noi theo, ly khai dưới đất này thông đạo, cho Trần Phi ba người để lại đơn độc nói không gian. Trần, tôn kính Trần tiên sinh, vừa rồi, thực sự là cảm tạ ngài. Mà ở nhìn thấy đều thế lực lớn chúng cao tầng cường giả đều sau khi rời khỏi, lão Brett ở tại chỗ trần chờ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn hướng về Trần Phi cúi đầu, chậm rãi nói. Trong lời nói tràn đầy xa lạ tất cung tất kính, còn có bởi vì sợ hãi mà sinh ra run. Đa tạ ngài, Trần tiên sinh, Oviedo công tước cũng là như vậy, cúi đầu rung giọng nói. Được rồi, hai người các ngươi, lần này chuyện này với các ngươi không quan hệ, nếu không, ta vừa rồi cũng không có khả năng cùng các ngươi nói chuyện. Chỉ là ai bảo ngươi các dính vào như thế vài người điên vậy tên, hại chết người nhiều như vậy, các ngươi gia tộc nhất định là trốn thoát không khỏi liên quan. Trần Phi lắc đầu, thản nhiên nói. Ta, ai? Nghe vậy, lão Brett trầm mặc nửa ngày, rốt cục lắc đầu thở dài một cái, không nhịn được nói tôn kính Trần, lần này chuyện này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, các ngươi gia tộc thân vương lão tổ tông cho chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ hạ một cái bẫy, muốn lấy mạng chúng ta. Nếu không phải ta đây lần vận khí tốt, sợ rằng tất cả mọi người được cắm ở bên trong. Trần Phi con ngươi lóe lóe, lắc đầu lạnh nhạt nói. Thân vương hắn, bảy dập, nghe vậy lão Brett cùng với Oviedo công tước đều là nhìn không được sắc mặt đột nhiên đổi đổi, liền nhãn thần đều có chút co rút lại lên. Giống nhau lời nói lần thứ hai, mà lần này, đúng là để cho bọn họ khó có thể tiếp thu a. Bảy dập, thân vương hắn đến cùng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì a? Đúng vậy, bảy dập, các ngươi không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có thể cũng có thể rõ ràng, ngay từ đầu là có bao nhiêu người tiến vào đi. Mà bây giờ các ngươi xem có bao nhiêu người đi ra. Liên phân nửa cũng không có, những người khác tất cả đều chết ở bên trong. Có thể nghĩ, các ngươi Brett gia tộc lần này đến tột cùng là thọc bao nhiêu rắc rối,
chọc bao nhiêu họa. Trần Phi nhãn thần lóe lóe, vừa rồi hãy nói. Cái này, nghe vậy lão Brett cùng với Oviedo công tước hai người vừa lại sắc mặt trong nháy mắt kịch biến lên, trở nên thảm không có chút máu, thậm chí tuyệt vọng bất an. Bởi vì hiện tại loại sự tình này thực, không cần nghĩ cũng biết, viện lưu lại di chứng tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Đến lúc đó, bọn họ Brett gia tộc nhất định là sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí cũng có thể bị tức giận đều thế lực lớn cùng mà công, xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây sắc mặt hai người thần sắc liền càng tái nhợt cùng tuyệt vọng lên. Chợt, chỉ thấy kỳ lão Brett đột nhiên phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phi nặng nề dập đầu xuống phía dưới, nói tôn kính Trần, xem ở dĩ vãng giữa chúng ta quan hệ coi như không tệ phân thượng, cái này, lần này ngài có thể không thể giúp một chút ta, giúp chúng ta một tay Brett gia tộc. Coi là ta van ngươi. Hiển nhiên, hắn biết rõ. Gia tộc bọn họ ở liên tục mất đi đông đảo cao cấp nhất nhóm lần cường giả sau, đã là tuyệt không khả năng ở ngăn cản này tức giận đều thế lực lớn, cùng với các loại muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đục nước béo cò người. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng duy nhất đặt ở Trần Phi Trần tiên sinh trên người. Dù sao từ trước phát sinh tất cả đến xem, kỳ như vậy thực lực khủng bố, còn có kỳ ở đều thế lực lớn chúng cường giả trong lòng địa vị. Hiện tại cũng quả thực chỉ có hắn. Trần Phi Trần tiên sinh, mới có thể bang trợ gia tộc bọn họ vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Có thể nghe nói, Trần Phi lại sạch sẽ lưu loát lắc đầu, nói lão Brett, ta nghĩ ngươi cần làm rõ ràng một việc. Ta cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, hiện tại, ngươi vẫn còn muốn cho ta đứng ra bảo các ngươi gia tộc, ngươi cho rằng. Cái này hiện thực sao? Lão Brett cùng với Oviedo công tước sắc mặt cứng đờ, chợt cũng chỉ có thể đem đầu vô lực rũ xuống. Không rồi hãy nói dư thừa lời thừa. Đúng vậy, hiện vào lúc này đối phương có thể nguyện ý đưa bọn họ lưỡng mạng nhỏ bảo vệ đến, cũng đã rất xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này hiện thực sao? Nhất định là không thực tế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà theo Trần Phi bọn người từ dưới đất thông đạo đi ra sau, gần nửa ngày sau, Brett gia tộc dưới đất phong ấn nội đại họa truyền ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ Âu Châu, thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới nội dung chuyển đều toàn bộ điểm giờ, đốt lên. Khiếp sợ thế nhân. Không có biện pháp, phải biết rằng trước bất luận cái gì một vị bị Brett gia tộc mời tới giúp một tay cường giả, vậy cũng là tối thiểu là SS cộng cực hạn tầng thứ, mà loại tầng thứ này cường giả, cao thủ, vừa đại biểu cho cái dạng gì một loại khái niệm. Đại biểu cho đây tuyệt đối là trên địa cầu cao cấp nhất cường giả, cao thủ. Coi như là tại nơi một ít siêu cường thế lực hoặc là truyền thừa đã lâu từ xưa trong thế lực, SS cộng cực hạn cường giả đều tuyệt đối là tối trung kiên, thậm chí nắm giữ không hề yếu quyền phát biểu lực lượng tinh nhuệ. Mà nếu ở địa phương khác, như là này không tính là rất lợi hại gia tộc, tổ chức, trong thế lực, cường giả như vậy đều hoàn toàn là có tư cách trở thành chấp trưởng hết thảy chúa tể tồn tại. Là chân chính đỉnh cấp cao thủ. Mà như vậy đỉnh cấp cường giả, cao thủ. Đối với bất kỳ bên nào thế lực lớn mà nói, kỳ hàm nghĩa đều là tuyệt đối không cần nói nhảm nhiều. Trọng yếu không gì sánh được, thế nhưng, hiện tại thế nào? Có thể như bây giờ trọng yếu đỉnh cấp cường giả, cao thủ, lại cư nhiên bị Brett gia tộc rõ ràng bẫy chết hơn 10. Bầy di thiên bảy dập. Âu Châu hắc ám thế giới nội nổi danh hỏa diễm ma pháp gia tộc, trong đó một vị số một số hai nguyên lão, tại nơi trong phong ấn thần hồn câu diệt. Trở thành sống lại viêm ma tướng tế phẩm, cái gì đều không lưu lại. Tin tức này vừa ra, gây nên sóng to gió lớn. Nổi danh hỏa diễm ma pháp gia tộc càng trực tiếp điên cuồng, bởi vì tổn thất không gì sánh được thảm trọng. Đông Âu ta cường đại dị năng giả nghiệp đoàn hội trưởng thân đệ đệ, một vị tiền đồ vô lượng SS cộng dị năng giả đồng dạng là chết oan chết uổng. Bỏ mạng ở trong phong ấn, không có thể và những người khác cùng đi ra khỏi đến. Bắc Âu Odin thần cung tiếng tăm lừng lẫy cao tầng, thần cung nội tính hai tính ba cường đại tồn tại, SS cộng cực hạn cường giả. Cũng đồng dạng là không có thể từ phong ấn nội đi tới, chết oan chết uổng. Ngoài ra, XXX ma pháp nghiệp đoàn, XXX dị năng giả nghiệp đoàn, XXX gia tộc. Tính được tổng cộng có tối thiểu hơn 10 vị SS cực hạn cường giả, chết ở phong ấn trong. Mà bực này tin tức vừa truyền ra. Đơn giản là khiến cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội triệt để xôn xao. Tùy theo đều thế lực lớn đều bị thật lớn trùng kích, máu nhuộm Brett gia tộc. Nói khó nghe điểm giờ, đây quả thực đều có chút thiên hạ ồ lên.
dù sao loại này tai họa thật không biết bao nhiêu năm không xuất hiện, hiện tại. Lại cư nhiên thoáng cái chết người nhiều như vậy, còn tối thiểu đều là SS cộng cường giả. Thậm chí ngay cả Ôn Thiên Hùng như vậy SSS cộng đỉnh cường giả, đến bây giờ đều một điểm tin tức cũng không có, lẽ nào, hắn cũng đã chết sao? Sở hữu biết được tin tức này người đều là hoàn toàn cứng họng, trong lòng kịch chấn, thậm chí không dám tin tưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Brett gia tộc là điên rồi sao? Hại chết rất nhiều người, ai biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Brett gia tộc tòa thành phía dưới cất giấu có một chỗ dưới đất phong ấn, mà ở chỗ phong ấn nội, còn cất giấu có một đầu trọng thương hấp hối truyền thuyết thánh vực cường đại tồn tại. Brett gia tộc như muốn sống lại, vì vậy bày cái này bày dập, muốn dùng chúng cường giả sinh mệnh làm tế phẩm dâng lên, sống lại cường đại tồn tại. T. Thánh vực, thiệt hay giả, trên địa cầu này thật còn có cái loại này trong truyền thuyết cường đại tồn tại. Có nhất định là có, chỉ là số lượng tuyệt đối rất thưa thớt không gì sánh được mà thôi. Ta đoán, có thể thỏa mãn năm đầu ngón tay số, cũng đã là rất dọa người. Bất quá, Brett gia tộc lần này thật đúng là lá gan quá. Có loại nguy hiểm này tâm tư không nói, thật đúng là được động thủ làm, hại chết nhiều như vậy đều thế lực lớn cao tầng cường giả. Cái này hoàn toàn chính là thọc tổ ong vào vẽ, tự chịu diệt vong. Cái này đương nhiên, lần này cái này Âu Châu hắc ám thế giới tam đại mafia đại gia tộc, nhất định là sẽ xóa tên một cái. Hoặc là từ cái khác này mafia gia tộc tranh một ra đến, trên đỉnh đi. Xem ra là có trò hay có thể nhìn. Bực này tin tức kinh người một khi truyền ra, liền truyền bá tốc độ rất nhanh rất nhanh. Cơ hồ là ở trong vòng mấy canh giờ cũng đã truyền tới cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội sở hữu thế lực lớn nơi ấy, thậm chí còn ở lấy rất nhanh tốc độ vượt truyền càng xa, vượt truyền càng rộng. Gây nên một mảnh hỗn loạn, khiến những đại thế lực kia các đều toàn bộ hoàn toàn là sợ ngây người. Brett gia tộc dã tâm, to lớn như vậy tai họa, hại chết nhiều như vậy đều thế lực lớn cao tầng cường giả, loại sự tình này thực. Trực tiếp là khiến cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội đều hoàn toàn triệt để nhấc lên biển gầm địa chấn. Dù sao loại chuyện này, có thể đưa tới phong ba quả thực quá quảng, quá. Sở hữu thế lực lớn đều ở đây nhiệt luận, sở hữu bị liên lụy đến trong đó thế lực lớn còn lại là vô cùng phẫn nộ, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Brett gia tộc, khiến kỳ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chết nhiều người như vậy. Hơn nữa nghe nói tối thiểu đều là SS cộng cái loại này đẳng cấp cường đại tồn tại, đều thế lực lớn cao tầng, tấm tắc, Brett gia tộc lần này nhất định là xong. Ai tới đều không dùng. Đương nhiên, đây còn phải nói. Brett gia tộc đem bị xóa tên điểm này đã là rất rõ ràng, không lo lắng có thể nói. Bất quá ta hiện tại nhưng thật ra ở hiếu kỳ, chưa một nhà, sẽ có thể thế thân đến Brett gia tộc hiện nay vị trí. Kế nhiệm mafia tam đại lớn một trong những gia tộc ni. Đến lúc đó rồi hãy nói, dù thế nào hiện tại đều thế lực lớn sợ rằng đều đã phái người giết hướng Brett gia tộc. Ở nơi này, mới là bây giờ nhìn trò hay địa phương. Cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội hoàn toàn chính là điên rồi. Tất cả mọi người nhiệt luận, sở hữu tổ chức, thế lực cũng đều đang đánh dò xét theo, đồng thời cũng đang đợi này tức giận thế lực lớn làm khó dễ. Rốt cục, Bạch Bích Sơn Ôn ra có người thứ nhất đứng dậy. Có một vị cần gia tộc cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả đứng ra buông lời, muốn cho Brett gia tộc nợ máu trả bằng máu. Hiển nhiên, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai đại lão tổ nhất tề mai danh ẩn tích, nghi là ngã xuống, làm bọn hắn Ôn ra, mới là lần này đại họa tối thương, một nhà. Không có một trong. Đón, Bắc Âu Odin Thần Cung, XXX Ma Pháp Nghiệp Đoàn, XXX Dị Năng Giả Nghiệp Đoàn, XXX gia tộc tất cả lần lượt có người đứng dậy. Thậm chí đã mang đội xuất phát giết hướng Brett gia tộc. Tuyên bố muốn triệt để đem xóa tên. Thậm chí còn, càng về sau càng ngày càng nhiều không thể làm chung hệ thế lực đều là dường như, con ruồi để mắt tới thịt thối. Vậy, đồng loạt góp bắt đầu, ân cần không gì sánh được, tuyên bố muốn làm Brett gia tộc trả giá thật lớn. Vì chết đi đều thế lực lớn đỉnh cấp cường giả, cao thủ báo thù. Mà ở những, này ân cần góp đi lên không thể làm chung trong thế lực. Đặc biệt, Âu Châu 11 lớn mafia gia tộc người tối đa. Mà hết thảy này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không ai không rõ. Sợ rằng không có mafia gia tộc có thể chống đối, mafia đại gia tộc vương tọa mê hoặc. Huống chi, hiện tại cơ hội này còn là như vậy ngàn năm một thuở, là Brett gia tộc những thứ ngu xuẩn kia bản thân tìm,
không trách được những người khác. Tường đổ mọi người chạy đi, đây cũng là hiện nay Brett gia tộc chân thật nhất vẽ hình người. Càng đáng sợ là, Tu Mã Hách, Beirut, tam đại đỉnh đại công tước nguyên lão. Những, này Brett gia tộc cao cấp nhất cao thủ, cường giả, đều đã là vì hành vi của mình bỏ ra đại giới. Chết hết. Vì vậy hiện tại, hiện nay Brett gia tộc cường đại nhất mấy người kia, cũng bất quá chỉ còn lại, tự mới 4-5 cái huyết tộc đại công tước. Thậm chí ngay cả đại công tước đỉnh cường giả cũng không có. Như vậy phối trí, mặt đúng đối với thế lực bình thường cũng tạm được, cần phải là đổi thành này cái này Âu Châu chân chính đỉnh cấp thế lực lớn trước mặt, tự thực sự hoàn toàn là con mèo nhỏ 32 căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, phảng phất tất cả mọi người giống hệt gặp được Brett gia tộc gần bị xóa tên ngày mai. Ngay cả chính bọn nó đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Trần tiên sinh, ngài thật muốn bảo Brett gia tộc lúc này đây. Tiểu nửa ngày sau, Brett bên trong gia tộc cao cấp nhất tổng thống quý khách bên trong phòng, to lớn hoa mỹ cửa sổ sát đất trước, mặc một bộ trường bào màu đen Myers Dorp đứng ở một đạo thoạt nhìn có chút tuổi còn trẻ thân ảnh hậu phương, ngẩng đầu nhìn cái này tuổi trẻ thân ảnh bóng lưng, chậm rãi nói. Mà hắn bình thản giọng nói, cũng như là không có gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng một vị khác, người mặc màu xám rộng thùng thình Âu thức áo khoác modern cũng đồng dạng là vẻ mặt này, không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ trước Trần Phi Trần tiên sinh dưới đất trong thông đạo nói gọi bọn hắn, quên đi, hắn cũng đã có chút đoán được, người trước sẽ làm xuất hiện ở đây loại chuyện. Còn đối với cái này, hắn ngược lại cũng không có vấn đề. Dù thế nào chết tiệt hiện tại đều đã là sạch sẽ, không đáng chết, cũng quả thực không cần thiết khổ nữa khổ tương ép. Dù sao hắn modern hiện tại lại không chết, hơn nữa, đây cũng là Trần Phi Trần ý của tiên sinh, không phải sao? Ừ. Mà vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đã chậm rãi xoay người lại, trên mặt rõ ràng còn lưu lại một ít trần trở vết tích, có thể miệng hắn trong, giảm cũng đã là khẳng định một tiếng, nhìn Myers Dorp còn có modern mở miệng nói rằng ta suy nghĩ một chút, chuyện này quả thực cùng lão Brett bọn họ không có quan hệ gì, hơn nữa ta trước còn cùng hắn quan hệ coi là không sai, vì vậy, chân thực không cần thiết vào chỗ chết ép. Ta minh bạch ý của ngươi, đợi ta phải đi thay Brett gia tộc đứng ra một chút. Nghe được Trần Phi nói như vậy, Myers Dorp một điểm trần chờ cũng không có, gọn gàng dứt khoát chính là như vậy nói rằng. Lấy hắn hiện nay thánh ma đạo đỉnh phong trình tự cùng lực lượng, cũng là có tư cách nói ra, thay Brett gia tộc đứng ra, lời như vậy. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không vài người dám không để cho hắn Myers Dorp mặt mũi. Còn có ta cũng đi. Đứng ở một bên Modern nghe vậy cũng lập tức mở miệng nói rằng. Chỉ là sau khi nói xong. Rồi lại thấy hắn chần chờ, do dự một chút, theo cắn răng nhìn phía Trần Phi nói bất quá Trần tiên sinh, lần này chuyện này chân thực không coi là nhỏ, dù sao chết người nhiều như vậy, còn liên lụy đến nhiều như vậy thế lực. Ta nghĩ, nếu là không cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý nói, chỉ sợ cũng xem như là hiện tại đưa bọn họ toàn bộ áp đi trở về, chuyện này, cũng khẳng định hết không được. Không sai. Myers Dorp nghe vậy cũng là gật đầu. Nói rằng tốt nhất là có thể tận lực nhượng những thế lực kia phóng xuất ra tức giận trở về nữa, nếu không, về sau chỉ là mờ ám, cũng đủ để đem hiện tại cái này Brett gia tộc tươi sống kéo suy sụp. Các ngươi nhìn làm đi, phương diện này hai vị hẳn là so với ta cái này thiếu niên càng hiểu. Dù thế nào ta coi như là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn hiển nhiên là nghe rõ Modern còn có Myers Dorp lời nói này ý tứ. Trừ phi là hắn Trần Phi nguyện ý đợi tại đây Âu Châu, vì Brett gia tộc hộ giá hộ tống, hoặc là thẳng thắn đem này giết tới cửa tới thế lực tận diệt, diệt sạch sẽ. Nếu không, hãy để cho bọn họ bỏ tức quên đi, nếu không không có khả năng thật để cho người chết vô ích người đi. Loại này oan uổng khí một khi giấu ở trong lòng, về sau chỉ cần là có cơ hội, nhất định sẽ bạo phát. Đến lúc đó, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu chưa còn có cái gì tâm tư đến lý, để ý loại này chuyện hư hỏng. Bọn họ quan hệ giữa cũng không tốt đến loại trình độ đó, không phải sao? Sau, Myers Dorp, Modern hai người liền từ đỉnh cấp tổng thống bên trong phòng ly khai. Mà ở đợi được hai người bọn họ đều ly khai sau, Trần Phi thức hải nội đó là truyền đến một trận ba động, cũng trận kinh không thanh âm vang lên, chậm rãi nói ngươi chuẩn bị ở nơi này đợi tới khi nào? Đợi tới khi nào? Ngươi lời này có ý tứ. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu con ngươi hơi lóe lóe. Sau đó mặt không biểu tình nói rằng, ta đương nhiên không có ý gì,
bất quá, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lại giống như bây giờ lề mề xuống phía dưới, có chút lãng phí thời gian. Trần Kinh không vừa mở miệng nữa, ý có điều chỉ nói. Cái này cái gọi là địa cầu, cùng biển tu chân giới so với chân thực quá nhỏ. Cũng quá cằn cỗi, nếu không phải là bởi vì chạy trối chết, trọng thương, ta cũng không thể đi tới nơi này loại phá địa phương. Nhưng này phá địa phương lại khiến ngươi còn sống à. Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, vừa trầm mặc, thẳng đến nửa ngày sau, mới có hơi do dự cùng Trần chờ nói ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì. Ta kỳ thực cũng đã sớm rất muốn đi bên kia cái thế giới kia nhìn một chút, thế nhưng, mẹ ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có ta sư phụ, cũng không thể đưa bọn họ bỏ xuống, sau đó ta một thân một mình đi đã qua tu chân giới đi. Đây mới là hắn chân chính xoắn suýt địa phương, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã đi đã qua tu chân giới. Nghe Trần Phi nói xong lời này, thức hải nội Trần Kinh không có chút trầm mặc, không quá nửa tiếng vang sau. Rồi lại thấy hắn chậm rãi nói rằng ta kỳ thực nghĩ cái này cũng không xung đột. Cũng không xung đột, vì sao? Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, cau mày nói rằng. Ngươi chỉ là đi tu chân giới trở thành mà thôi, cũng không phải một đi không trở lại. Rồi hãy nói ngươi chỉ cần có thể ở bên kia trở thành trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, hoặc là thẳng thắn đem cái này phiến tiểu thế giới cửa ra vào chiếm lấy ở. Đến lúc đó, muốn ở trong lúc này qua lại, không phải là rất dễ dàng chuyện sao? Nói đến đây thức hải nội Trần Kinh không hơi dừng lại một chút, vừa chậm rãi mở miệng nói còn có, ngươi không cảm thấy có chuyện thật kỳ quái sao? Địa cầu này vẫn chưa bị người của phía trên chiếm lĩnh, trái lại lại còn có thể dựa theo tự thân phát triển quỹ tích, diễn biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Có thể từ tu chân giới chỉ cần tùy tiện xuống tới một vị trúc cơ chân nhân, tự hoàn toàn đủ để đem trên địa cầu này bản địa đỉnh cấp vũ lực, toàn bộ quét ngang. Chớ nói chi là này so với trúc cơ chân nhân kinh khủng hơn cường đại tồn tại. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy Trần Phi sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nhịn không được há mồm hỏi vậy thì vì cái gì? Vì sao biết như vậy? Hắn biết rõ, đối phương lời này quả thực không phải là đang nói cười. Một vị trúc cơ chân nhân cường giả hoàn toàn có tư cách ở địa cầu này quét ngang, là vô địch. Ba nguyên nhân. Trần Kinh không ở Trần Phi thức hải nội truyền đến thanh âm. Lại tiếp tục nói một, là bởi vì tên này vì địa cầu tiểu thế giới chân thực quá mức cằn cỗi, thậm chí ngay cả một điểm tu luyện có khả năng dùng tư cách, đều rất khó tìm đến. Vì vậy mặt trên những người đó tại không muốn gây chiến, phí sức lao động, hai, tắc là bởi vì trên địa cầu này cái gọi khoa học kỹ thuật đi. Không phải không thừa nhận, vài thứ kia mặc dù là vật chết, nhưng lại quả thật có thể đúng đối với tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân đều tạo thành uy hiếp. Có khả năng sẽ ngọc thạch câu phần. Nói đến đây, đã thấy hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, cuối cùng đúng là trong lời nói nổi lên lau một cái cảm thán, cùng kính ngưỡng, chậm rãi nói cái nguyên nhân thứ ba, cũng là ta cho rằng chủ yếu nhất, là bởi vì ngươi các trên địa cầu này từng đi ra trôi qua một người. Nếu không phải là bởi vì hắn năm đó một câu nói, các ngươi cái này phá địa phương, sợ rằng sớm bị mặt trên này như lang như hổ thế lực nhỏ công chiếm. Không có khả năng tiêu giao cho tới hôm nay. Địa cầu chúng ta từng đi ra trôi qua một người. Trần Phi sửng sốt, có chút không minh bạch Trần Kinh không lời này ý tứ. Đúng vậy. Thức hải nội truyền đến Trần Kinh không cảm thán thanh âm, vừa trầm mặc hồi lâu sau, mới gặp kỳ dĩ nhiên là trong lời nói vừa phụ lên một tầng vẻ tôn kính, nói năm đó vị kia từ các ngươi địa cầu này đi ra đại nhân, tính được có hơn 2000 năm đi. Ngươi cũng biết hắn bây giờ còn sống, nhưng lại đã là kiềm nam quốc gia cổ cao cấp nhất, kinh khủng nhất tầng thứ bá chủ. Hung danh chiến động thiên hạ. Hơn 2000 năm, đều còn sống. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi mạnh run lên, thậm chí cũng còn nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới ngắt xoay cái cổ, phát sinh rát cha thần, sắc mặt cứng ngắc nói người nọ là ai. Sống 2000 năm, hắn thật là chúng ta địa cầu. Cũng khó trách chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện vào lúc này sẽ khiếp sợ như vậy, dù sao, có thể sống hơn 2000 năm. Hơn nữa còn là từ bọn họ địa cầu đi ra. Loại sự tình này không có thể như vậy đùa giỡn. Đương nhiên, nếu không có như vậy, nhất phương tiểu thế giới coi như thế nào đi nữa cằn cỗi, cũng tuyệt không khả năng giống như bây giờ bị theo đuổi theo bất kể. Cái này hoàn toàn chính là phí của trời. Trần Kinh không gì sánh được xác định mở miệng nói. Sau vừa trong lời nói thậm chí đều mang theo một ít run, chậm rãi nói tiếp tục nói đến mức người muốn hỏi vị kia là ai. Hắn đó là từ lúc hơn 1000 năm đã bước vào nguyên đan chân quân cảnh,
thành danh chiến này đây quốc gia cổ nội vực nhất phương thiên cổ đại giáo Nguyên Đan chân quân lão tổ đầu vi chiến lợi phẩm, chấn kinh rồi thế nhân, hôm nay càng đã đạp ra kiềm nam quốc gia cổ ngoại, hung danh run tu chân giới người thắng chủ. Hắn đó là Tần Thủy Vương, Doanh Chính. Tần Thủy Vương, Doanh Chính. Làm Trần Phi nghe được trận kinh không trong miệng nói ra vậy hắn hoàn toàn nghe nhiều nên thuộc tên, cũng không cấm là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tên này, không chỉ là hắn, sợ rằng bất kỳ một cái nào hoa hạ nữ nhân, thậm chí thế giới người, cũng không quá quan tâm có thể sẽ xa lạ. Phải biết rằng đây chính là từng ở hoa hạ trong lịch sử, vị trí thứ nhất bình bát hoang, quét ngang lục hợp, hoàn thành nghịch thiên sự nghiệp thống nhất đất nước một thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật. Cũng là cổ kim nội ngoại vị trí thứ nhất dám can đảm xưng hoàng đế, và lại còn là thực tới danh về, chưa từng có người nào sẽ nghi vấn hắn khủng bố nhân vật. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đi tu chân giới, còn trở thành đáng sợ như vậy người, hiện tại đều còn sống. Bất quá muốn là của hắn nói, cũng quả thật có thể làm được đây hết thảy. Có thể ở năm đó liền trở thành trên địa cầu này vị trí thứ nhất, mới hoàng đế, Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính. Vừa sao có thể không là nghịch thiên kinh diễm hạng người. Có 102 mấy lịch sử thời đại, mà nhân vật như vậy, nhân vật hung ác, có lẽ sẽ bởi vì xuất thân, lớn tiểu thế giới cao thấp xuyên cớ, có thể dùng hắn tại nguyên bổn địa cầu có khả năng đạt tới cao độ hữu hạn. Có thể, một khi như vậy kinh tài tuyệt diễm tên bước chân vào càng cao một tầng thế giới, bước vào biển vô ngần tu chân giới đại môn. Tất cả, đều muốn sẽ sản sinh biến chất. Người như vậy, chỉ cần thích ứng xuống tới, và lại không chúng đổ ngã xuống, tương lai tựu tất nhiên sẽ dường như hổ độ sâu núi, long nhập đại hải, coi như là tại nơi ngang ngược, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, ngón tay cái tập hợp rộng thế giới, cũng cho thấy lấp lánh quang thải. Không gì sánh được lóa mắt. Mà cái này mới hoàng đế Doanh Chính, hiện lại chính là có như vậy tư cách người. Mà kỳ hiện tại thành tựu đây hết thảy, cũng rất hiển nhiên, hoàn toàn chứng minh rồi điểm này. Nhân hùng. Cuối cùng là nhân hùng, vô luận là bất luận cái gì cũng không thể đem dung chuyển. Mà cái này, cũng là mới năm đó cái kia bình bát hoang, quét ngang lục hợp, được xưng vô địch Tần Thủy Hoàng A. Hắn đều đã đi đến như vậy cao độ đi, đạp ra nhất phương quốc gia cổ, hung danh lần tiếng vang riêng lớn tu chân giới. Như thành tựu này chỉ là tùy tiện ngẫm lại, tựu thực sự là làm người ta không cầm được nhiệt huyết sôi trào A. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này trong ánh mắt đã không nhẫn nại được, lấp lánh kích động, nỗi lòng khó khăn bình nhiệt liệt quang mang. Như là một viên sao động tâm, bị từ từ câu bắt đi a. Vì vậy tùy theo, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra dục dịch, điên cuồng ý tưởng. Nếu tương lai hắn Trần Phi có thể bước trên đỉnh, du ngoạn sơn thủy tu chân giới thiên cổ, sẽ cùng còn chưa có chết mới hoàng đế gặp mặt một lần, vượt qua lịch sử cùng thời đại sông dài, mặt đối mặt, vương đối vương. Vậy sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào ni? Có thể, thật sẽ rất kích thích đi. Trần Phi không khỏi lè lưỡi liếm môi một cái, khóe miệng theo liệt ra lau một cái mỉm cười. Mà vào lúc này, trận kinh không trong lời nói đáng động tựa hồ rốt cục biến mất một ít. Theo tự lại thấy kỳ chậm rãi nói rằng còn nhớ rõ vị kia đương sơ trưởng thành sử, coi như là khiến rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Tục truyền nghe thấy, đương sơ vị kia Tần Thủy Vương. Vừa mới đến tu chân giới lúc cũng đã triển lộ ra tài giỏi, hiển hiện ra kinh diễm đến làm người ta nghĩ khoa trương thiên phú kinh khủng. Sau lại Tần Thủy Vương bị quốc gia cổ nội vực 1000 cổ đại giáo, âm dương giáo đoán trên, một vị hóa thạch cấp bậc nguyên đan chân quân lão tổ tự mình phá phong ra, đem thu nhập môn tường, khi đó tất cả mọi người cho rằng âm dương giáo đây là vừa cần nhiều hơn một vị kinh khủng thiên kiêu. Tiềm lực, cùng tương lai thành đô sẽ vô hạn. Thế mà nói đến đây trận kinh không lại trong lời nói có chút quỷ dị dừng một chút, mở miệng nói chuyện nữa lúc, liền đã liên chính hắn đều tốt giống như nghĩ kỳ quái. Chỉ thấy kỳ sau đó chậm rãi nói rằng chỉ là chuyện này sau đó phát triển, lại lớn lớn ngoài lúc đó mọi người dự đoán. Ai cũng muốn không biết, cũng không biết vì sao, Tần Thủy Vương vẻn vẹn chỉ bái nhập âm dương giáo hơn 10 năm, tự phản giáo. Phản giáo, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, nhưng không nói chuyện, tiếp tục nghe. Không sai, là phản giáo. Tần Thủy Vương từ âm dương giáo phản bội sau, cũng không lâu lắm hắn tự tiêu thất, không người biết hắn đi chưa, chỉ sợ là từ nơi này kiềm nam quốc gia cổ chạy ra ngoài, tạm thời trốn được liễu kỳ hắn quốc gia cổ đi. Bất quá, cứ như vậy thẳng đến trăm năm sau một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên trở về,
tái hiện trong tầm mắt mọi người nội, lấy Nguyên Đan chân quân cảnh cường đại tồn tại thân phận mới, trận chiến đầu tiên liền đem Âm Dương giáo một vị Nguyên Đan chân quân lão tổ giết đi, lấy đầu nó lô tại nơi chiến trường treo một ngày một đêm. Vừa nói xong lời cuối cùng, trận kinh không ngôn ngữ gian kích động ý liền càng là khó có thể che giấu, dâng trào vạn phần. Dù sao đây chính là một vị chân chính Nguyên Đan chân quân cảnh cường đại tồn tại a. Và lại còn là xuất thân từ Âm Dương giáo như vậy thiên cổ đại giáo, có thể coi là như vậy ni. Coi như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, như vậy Nguyên Đan chân quân cảnh siêu cấp lớn nhân vật, nhưng vẫn là cư nhiên bị năm đó Tần Thủy Vương không lưu tình chút nào giết đi, gỡ xuống đầu treo ở chiến trường một ngày một đêm. Đây là hạng phong tư. Cũng là thiên cổ đại giáo Âm Dương giáo tự nghĩ ra giáo tới nay, chỉ sợ là tối nhục nhã cùng sỉ nhục chuyện. Nhưng hôm nay, Tần Thủy Vương hoàn hảo tốt sống, vẫn còn cái này to như vậy kiềm nam quốc gia cổ sáng lập người thắng. Ngược lại thì này Âm Dương giáo người, thấy người thắng người, mới có thể sắc mặt chợt biến đi vòng đi. Tự trận chiến ấy sau, lúc đó vừa mới bước vào Nguyên Đan chân quân cảnh Tần Thủy Vương liền trực tiếp là xưng vương, số Tần Thủy Vương. Trận kinh không vừa tiếp tục nói nữa theo, trong lời nói tràn đầy rung động cùng cảm thán ta không biết người rõ ràng không rõ ràng lắm, nhưng tại tu chân giới, ở kiềm nam quốc gia cổ, coi như là Nguyên Đan chân quân cảnh cường giả muốn xưng vương, cũng là vọng tưởng cùng ngây thơ, lỗi nặng ở hiện thực. Bởi vì tự sau, liền thực sự sẽ trên đời tất cả địch, bất luận kẻ nào đều muốn đem đánh rơi, trừ phi là Nguyên Đan chân quân cảnh bốn ngũ trọng thiên chân chính tuyệt đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất còn không sai biệt lắm. Chỉ có bọn họ, mới có tư cách xưng vương. Nói đến đây trận kinh không lại đang dừng một chút, tiếp tục nói. Có thể Tần Thủy Vương biết rõ như vậy, vẫn là như vậy làm. Tuyển trạch xưng vương, mà hắn loại này cử động cũng trực tiếp là khiến ngay lúc đó kiềm nam quốc gia cổ triệt để rung động, cũng theo đó hiện ra ngàn năm một thuở thịnh thế sôi trào. Lấy lực một người, dẫn động nhất thời đại thịnh thế sôi trào. Cũng sợ rằng chỉ có vị kia đi, Tần Thủy Vương, kinh khủng nhất vâng, đến cuối cùng hắn thật đúng là được thành công. Trận kinh không nói trong lời nói sục sôi dâng trào khó khăn bình. Trần Phi cũng là nghe được có chút ánh mắt rung động, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Tu chân giới nhất phương quốc gia cổ, ít nhất, thập bội, gấp trăm lần về địa cầu, trong đó hào hùng chủ, kinh thiên ngón tay cái, các loại siêu cấp lớn nhân vật vô số kể, có thể, mới hoàng đế, doanh chính nhưng vẫn là có thể ở nơi này dốc sức làm ra bực này hung danh, thậm chí là khiến hiện nay nghìn năm sau trận kinh không đều như cũ hơi bị kính ngưỡng, hơi bị run, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Mà là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, dù là Trần Phi bực này số mệnh nghịch thiên người may mắn cũng là nhìn không được cảm thán. Mới hoàng đế tên, quả nhiên danh bất hư truyền a. Năm đó chính là bởi vì có Tần Thủy Vương một câu nói, đó là chấn nhiếp chứa nhiều muốn đánh địa cầu này tiểu thế giới chú ý thế lực khắp nơi. Nếu không phải câu nói kia, sợ là chúng ta cũng sẽ không biết, Tần Thủy Vương lại là từ tiểu thế giới đi ra đi. Trận kinh không hơi cảm thán một tiếng, vừa rồi hãy nói bất quá, tuy nói dĩ vãng bởi vì là có Tần Thủy Vương mặt mũi, không ai dám đánh địa cầu này tiểu thế giới chú ý, nhiều lắm cũng chính là phía dưới sẽ có một ít, cá nhỏ tiểu tôm, lên không được mặt bàn, sẽ ở làm cho một ít mờ ám, nhưng cái này đều không có gì. Có thể tình huống bây giờ lại có chút không giống. Tình huống không giống nhau, cái gì không giống với? Nghe vậy Trần Phi hơi sửng sốt, nghi ngờ nói. Bởi vì người thắng hiện tại đã bắt đầu cử tộc di chuyển. Đi đã qua quốc gia cổ ngoại càng mở mang, càng nội tình thâm hậu chiếm hoàng vực. Trận kinh không nói ra được đáp án rất làm cho giật mình. Cử tộc di chuyển, chiếm hoàng vực. Ngay Trần Phi óc một đoàn loạn, một trận run rẩy thời gian, trận kinh không thanh âm lại là vang lên, nói bằng người thắng Tần Thủy Vương dư uy, các ngươi địa cầu này, là có thể còn có thể miễn cưỡng lại no vài thập niên, nhưng nếu thật đợi được vài thập niên sau. Người thắng đã cử tộc triệt để từ nơi này kiềm nam quốc gia cổ nội thoát ly, đi đã qua xa xôi chiếm hoàng vực, đến lúc đó, người nghĩ đều thế lực lớn còn phải dùng tới như vậy cố kỵ. Như thế nào đi nữa nói, cái này cuối cùng là nhất phương tiểu thế giới a. Nghe thế Trần Phi trực tiếp là trầm mặc, trên mặt tùy theo không nhẫn nại được hiện ra ngưng túc, thậm chí hơi ánh mắt lóe ra, vẻ bối rối. Chỉ thấy kỳ tự lẩm bẩm ngươi lời này ý là. Ý của ta là. Tiếp qua không lâu sau, có thể vài thập niên, có thể chừng trăm năm, các ngươi địa cầu này khẳng định tự phải loạn. Dù sao nhất phương tiểu thế giới coi như là giàu gì,
cũng đều nhất định có thể khiến tầm thường nguyên đan chân quân cảnh cường giả đều động tâm. Đây là không thể nghi ngờ. Trận Kinh không nhẹ giọng nói rằng, lại đột nhiên chuyển đề tài. Vì vậy, người nếu muốn tại nơi gần đến trong, đem cái này tiểu thế giới cho sớm bảo vệ đến, tránh cho kỳ bị mặt trên này như lang như hổ tên cho hủy không còn hình dáng, cá nhân ta kiến nghị, còn là nhanh chóng đi lên mặt đi. Chỉ có tại nơi loại chân chính thích hợp tu luyện hoàn cảnh lớn dưới, người mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Mà không phải giống như bây giờ, lãng phí thời gian. Đem địa cầu bảo vệ đến. Ta sao, tiền bối, người nghĩ ta thoạt nhìn giống như người anh hùng sao? Nghe vậy Trần Phi nhãn thần lấp lánh lẩm bẩm nửa ngày, mới đột nhiên lại mở miệng hỏi. Hắn hỏi Trần Kinh không, hắn Trần Phi, giống như người anh hùng sao? Năm đó như là mới hoàng đế doanh chính vậy nghịch thiên, kinh tài tuyệt diễm nhân vật cái thế, mới có thể làm được sự tình, hắn Trần Phi, thật có thể đủ làm được. Ngươi nếu nghĩ làm anh hùng, ta đây thật hoài nghi tu chân giới đến cùng có thích hợp hay không ngươi đi. Dù sao, vậy cũng hoàn toàn là cái ăn thịt người cũng không nhả xương địa phương a. Ở nơi này, thật không có người nào nguyện ý làm anh hùng, bất quá. Trần Kinh không nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó ngữ điệu đột nhiên vung lên, thản nhiên nói bất quá, địa cầu này hẳn là coi là quê quán của ngươi, địa bàn của ngươi đi. Ngươi địa bàn của mình, sẽ cam nguyện nhượng người khác nhúng chàm sao? Đương nhiên không muốn, Trần Phi con ngươi rụt một cái, không chút do dự kiên định. Lại sau đó là gặp kỳ bàn tay có nắm chặt lên, mơ quang lóe ra, trong lòng cũng không phải không thừa nhận cùng cảm thán. Cái này Trần Kinh không hổ là sống hơn 100 năm cáo giả. Cái miệng này, thực sự là quá sẽ nói. Người đều cũng có muốn chiếm làm của riêng cùng tình cảm. Vì vậy mặc dù Trần Phi là từ đáy lòng chống cự, giống như cái tên đầu heo vậy, ngu xuẩn làm cái gọi là anh hùng, nhưng hắn cũng không có khả năng mắt mở trừng trừng theo đuổi địa cầu mặc kệ, bị người khác nhúng chàm, bị này như lang như hổ tên cho hủy không còn hình dáng. Trần Kinh không cũng chính là bắt được người này tính cộng đồng tâm lý, nói Trần Phi á khẩu không trả lời được. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. May là loại này cáo già không phải là cùng hắn đứng ở mặt đối lập, nếu không, vậy thật sự có một ít quá sấm nhân, thật là đáng sợ. Bất quá việc đã đến nước này, nói đều nói đến nơi này phân thượng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng tự nhiên đã có quyết đoán. Mà bên kia, làm Brett gia tộc lão Brett, Oviedo công tước các gia tộc nguyên lão thiếu chút nữa bị buộc được tự sát lúc, Myers Dorp cùng với Modern rốt cục san san chạy tới. Bất quá bọn hắn vừa xuất hiện tự biểu lộ ý đồ của mình, muốn đem Brett gia tộc bảo vệ đến. Không phải là muốn, mà là muốn. Mà cái này tự nhiên khiến dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn hoàn toàn thật không ngờ. Dù sao Myers Dorp cùng với Modern, vậy cũng đều là lúc này đây bị Brett gia tộc lừa gạt hại người, thiếu chút nữa chết người a. Nhưng vì cái gì bọn họ bây giờ còn phải ra khỏi mặt bảo? Không ai nghĩ đến thông. Nhưng cũng không có ai chỉ là như vậy tự nguyện ý lúc đó mà thôi. Dù sao lần này chuyện này quả thực quá, chết nhiều lắm đỉnh cấp cường giả. Có thể Myers Dorp cùng với Modern cũng không để ý nhiều như vậy, cho thấy cường đại lực lượng kinh khủng, dám làm cho đều thế lực lớn không lời nào để nói, trong nháy mắt trầm mặc. Thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Myers Dorp, cộng thêm SSS trình tự, trong tay còn cầm đỉnh cấp trung phẩm thánh khí Modern, ai dám chọc. Thậm chí còn đến cuối cùng, liên này cái khác may mắn từ nơi này lần đại họa người trung gian tổn tính mệnh đều thế lực lớn cao tầng cũng nghe thấy tin chạy đến. Bởi vì Myers Dorp còn có Modern hướng bọn họ phát đi tin tức, đây là Trần Phi Trần ý của tiên sinh. Vì vậy, đến cuối cùng, nhiều như vậy, thậm chí giống như Myers Dorp, Modern như vậy đỉnh cấp cường giả đều tự mình ra mặt, muốn đem Brett gia tộc bảo vệ đến, này dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn cường giả mặc dù cường thịnh trở lại xu thế. Tức giận nữa, lại bá đạo, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị, tuyển trạch mà thôi. Không có biện pháp, bởi vì, này loại chuyện tiến triển đến bây giờ loại tình trạng này, đã quả thực không có khả năng tiếp tục nữa. Trừ phi, bọn họ là thật nguyện ý cùng hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Myers Dorp, SSS tầng thứ Modern, lấy hắn cái khác nghe thấy tin chạy tới đều thế lực lớn cao tầng cường giả là địch. Nhưng, đáng giá không? Cái này đương nhiên không đáng. Hơn nữa tối trọng yếu là, Myers Dorp đám người cũng minh bạch cương mãnh dịch chiết đạo lý. Đương nhiên cũng có lẽ là trong lòng bọn họ mặt vốn là còn có khí. Làm tu mã hách, Beirut,
Tam đại đỉnh đại công tước Nguyên lão lần lượt ngã xuống sau, Brett gia tộc lúc đầu cũng đã là nguyên khí đại thương, tàn phế lớn nửa cái mạng. Chỉ còn lại có 4-5 vị phổ thông đẳng cấp huyết tộc đại công tước cường giả. Mà cuối cùng, Myers Dorp trực tiếp là khiến trong đó hai người lấy cái chết tạ tội, xem như là cho đều thế lực lớn sau cùng giải thích cùng dặn dò. Nếu không, sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn kẻ dưới phục tùng. Mà bị sai khiến đến lấy cái chết tạ tội hai người, lúc đầu cũng là nhanh người chết, hủ mộc đem hủ, cũng coi như là tự nguyện. Quả đoán thẳng thắn. Thậm chí đến sau cùng, lão Brett còn đại biểu Brett gia tộc bỏ qua Âu Châu Mafia đại gia tộc vương tọa vị. Cái này tự nhiên càng làm dắt tay nhau mà đến chúng cường giả, đều thế lực lớn không lời nào để nói. Việc đã đến nước này, đây hết thảy liền triệt để hạ màn, không có khả năng tiếp tục. Vì vậy, dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn cường giả bắt đầu lần lượt ly khai. Coi như trong đó một ít người vẫn còn có chút không cam lòng, trong lòng nén giận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch mà thôi. Bởi vì quả thực không có biện pháp. Đều đã đến loại này phân thượng, lại bức bách. Đó chính là bụng dạ khó lường, nhân cơ hội đảo loạn. Mà đến lúc đó, Myers Dorp, Modern đám người chỉ sợ sẽ là một loại khác biện pháp xử lý. Lấy bọn họ hiện lực lượng của hôm nay cùng thực lực, ai dám chọc? Không phải là mình muốn chết sao? Bất quá, cái này Brett gia tộc, đã từng Italia hắc ám thế giới vương giả, Âu Châu hắc ám thế giới nổi tiếng tăm lừng lẫy mafia đại gia tộc, hiện nay, đúng là vẫn còn suy bại. Chỉ còn lại có con mèo nhỏ 32, tâm sự xem qua, làm người ta cảm thán cùng thổn thức. Đây đều là nói sau, không hề cầm. Làm trận này khiếp sợ Âu Châu, thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đại họa, kèm theo đã từng mafia đại gia tộc Brett gia tộc suy bại sau, cuối cùng là khiến người kinh dị cùng cảm thán hạ màn sau. Lão Brett cùng với Oviedo công tước vẻ mặt chán trường còn có mệt mỏi đi tới Trần Phi chỗ ở đỉnh cấp tổng thống bên trong phòng. Tôn kính Trần, lần này, thực sự là cảm tạ ngài vãn đã cứu chúng ta Brett gia tộc. Bọn họ vừa lên đến đó là tất cung tất kính nói như vậy. Hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Trần Phi Trần Tiên Sinh nói, Myers Dorp, Modern đám người vừa sao có thể đứng ra bảo bọn họ. Dù sao gia tộc bọn họ hiện tại thật đúng là, chuột chạy qua đường, người người hô đánh a. Bất quá, ở đã trải qua sau chuyện này. Bọn họ ngược lại cũng đúng đối với Trần Phi hiện nay cường đại, cùng ngôn ngữ phân lược, ăn nữa có một cái mới, rất trực quan khái niệm. Cường như hiện nay Thánh Ma Đạo tầng thứ tột cùng Myers Dorp, SSS tầng thứ Modern, cùng với đều thế lực lớn cao tầng, đều cư nhiên sẽ vì kỳ một câu nói, tự cùng người khác nhiều dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn trực tiếp giang trên, không chút do dự, cường thế đứng ra đưa bọn họ Brett gia tộc bảo vệ đến. Cái này ý vị như thế nào? Chỉ nghĩ muốn. Cũng đã là rất dọa người. Trần Phi cũng mặc kệ sẽ hai người này càng phát ra cung kính, sau đó tùy tiện lắc đầu, nhàn nhạt nói rằng xem ra các ngươi cái này đã không chuyện gì. Đã như vậy, ta cũng nên sớm ngày nhích người trở về nước. Nghe vậy lão Brett còn có Oviedo công tước đều hơi biến sắc mặt biến, không nghĩ tới vừa lên đến Trần Phi liền nói phải về quốc. Bất quá sau đó tự gặp hai người bọn họ lập tức phản ứng lại, Oviedo công tước vội vàng khom người nói vâng. Ta hiện tại ngay tức khắc đi gọi người chuẩn bị cho tốt máy bay. Không cần thiết phiền toái như vậy. Đưa ta đi La Mã đi, ta ở một người nơi đi dạo liền trực tiếp ngồi công ty hàng không máy bay trở về thì được rồi. Thế mà Trần Phi cũng rất sạch sẽ lưu loát lắc đầu. Tư nhân máy bay, hắn từ trước đến nay đều không thích vui mừng cao điều như vậy. Chớ nói chi là hắn kỳ thực hắn từ trước đến nay đều không thích vui mừng cao điều như vậy. Chớ nói chi là hiện tại hắn kỳ thực càng muốn tìm một chỗ, một người lặng lặng, tốt chăm chú ngẫm lại, suy nghĩ một chút về đi trước tu chân chuyện tình. Vì vậy dưới loại tình huống này hắn đương nhiên càng không muốn cao như vậy điều. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, lão Brett nhưng thật ra nghe minh bạch Trần Phi không thích cao điệu, càng không thích hưng sư động chúng, thấy hắn nói như vậy cũng không dám khuyên, sau đó lập tức mở miệng nói nếu Trần ngài không thích chuyển cơ, chúng ta đây liền đem ngài đưa đến La Mã đi thôi. Mặc kệ nói như thế nào, lần này chuyện này thực sự cảm tạ ngài. Tạ cũng không cần, tim ta lĩnh. Ngược lại thì chính các ngươi, có loại này lòng thanh thản, không bằng muốn như thế nào thu thập còn sót lại cục diện rối rắm đi. Nói chung các ngươi về sau trong khoảng thời gian này, chắc là có bận rộn đi. Trần Phi khoát tay áo nói. Ai, đúng vậy, là có chiếu cố.
Vừa nghe Trần Phi nhắc tới cái này cha, lão Brett còn có Oviedo công tước không khỏi nhìn nhau liếc mắt, tất cả thở dài bất đắc dĩ lên. Tuy nói dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn là đã buông tha bọn họ, thế nhưng, làm buông tha điều kiện, bọn họ cũng còn là bản thân tựu từ Âu Châu tam đại mafia lớn một trong những gia tộc, vương tọa, trên xuống, hơn nữa gia tộc bọn họ bản thân thực lực cực độ giảm mạnh. Cái này cuộc sống tương lai, là có bọn họ bận rộn. Bởi vì này ở nơi này Italia, hoặc là phụ cận quốc gia nội thế lực lớn, nhất định sẽ đúng đối với gia tộc bọn họ hiện tại nắm trong tay những địa bàn kia, vừa động tâm đi. Thế mà lấy gia tộc bọn họ hiện lực lượng của hôm nay, có thể xác thực đã không có biện pháp, cũng không tư cách thủ hộ, chính mình nhiều như vậy. Phải nhường đi ra ngoài một bộ phận mới được a. Nhưng vào lúc này, Oviedo công tước hình như là thẩm tra đến rồi từ La Mã bay đi quốc nội máy bay chuyến bay. Tôn kính Trần tiên sinh, ta vừa rồi làm cho cha xét cha, gần nhất một chuyến từ La Mã bay đi quý quốc quốc nội chuyến bay là ở tối mai khởi điểm, hơn nữa còn là khoang phổ thông, bằng không. Nếu Trần tiên sinh ngài giác được cần, những công ty hàng không bọn họ tạm thời tăng một chuyến chuyến bay. Sau đó chỉ thấy kỳ kho người hướng về Trần Phi hồi báo. Tăng một chuyến phường hội, tính toán một chút. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên có chút sở khóc sở cười. Cùng với để cho bọn họ tạm thời tăng một chuyến chuyến bay, vậy còn không như trực tiếp để cho bọn họ dùng tư nhân máy bay đưa bọn họ về nước quên đi. Hà tất như thế khúc chiết cùng phiền phức. Vì vậy sau đó chỉ thấy kỳ không chút do dự lắc đầu, khoát tay áo, cự tuyệt nói không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đưa ta đi La Mã đi, như vậy vừa vặn ta cũng còn có thể ở La Mã vui đùa một chút, một người giải sầu một chút. Dù thế nào lần này tới đều đã tới. Cũng không thể chỉ là giữ lại một ít ấn tượng xấu trở về đi. Các người đợi sẽ trực tiếp phái người đưa ta đi La Mã được rồi. Vừa nghe Trần Phi nói như vậy, nhất là lời kia giọng nói trong, ấn tượng xấu, vô luận là lão Brett cùng với Oviedo công tước đều có chút lúng túng, tự nhiên cũng không lại nói nhảm nhiều. Liền vội vàng gật đầu nói rằng vâng, tôn kính Trần tiên sinh, chúng ta hiểu. Nga, được rồi, ở La Mã phụ cận có cái gì nổi danh bãi biển? Bất quá tốt nhất là ít người một ít, an tĩnh một ít. Theo sát mà, Trần Phi lại đột nhiên nói như vậy. Bãi biển, cự ly La Mã gần nhất, nổi danh nhất, phải là Hoành Ghim đảo Islay di Ponza. Bất quá Trần tiên sinh ngài nếu muốn an tĩnh một ít, ta đây tự còn là đề cử ngài đi Sabaudia, ở nơi này, không nhiều như vậy lữ khách cùng người từng trải. Hơn nữa cá nhân ta nghĩ nơi ấy kỳ thực cũng không so với phân khối trong, giảm ba xiết chớ kém. Oviedo công tước lập tức đề nghị, hắn giống hệt nghe hiểu những, này, không thể so phân khối trong, giảm ba xiết chớ kém. Ừ, nghe tựa hồ là cái thật không tệ địa phương. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu, hắn vốn là muốn đi phân khối trong, giảm nhìn, dù sao đây chính là thế giới nghe tiếng Italia chỉ kia, vói vào địa trung hải dài ra. Tôn kính Trần tiên sinh, chúng ta đợi là trực tiếp đem ngài đưa đi Sabaudia, hay là đi La Mã. Gặp Trần Phi tán thành mình kiến nghị, Oviedo công tước không khỏi hưng phấn nói. Vậy đi Sabaudia đi, chờ ta chơi đùa, tự xem tình huống đính vé máy bay là được. Trần Phi nói rằng, vâng, tôn kính Trần, ta hiện tại tự phái người đi an bài. Lão Brett tiếp lời nói. Dưới trời chiều, mê say theo kim sắc dáng màu bãi cát tỏa ra biển xanh lam thiên, xa xa vân không trung quang điểm cùng với trên mặt biển thuyền buồm như bức họa cuộn tròn vậy. Làm người ta không tự chủ vui vẻ thoải mái lên, thật giống như ở xinh đẹp này cảnh sắc trước mặt tất cả buồn khổ hoặc là quấn quýt đều có thể đủ hoàn toàn tạm thời thả ra ngoài vậy. Có thể, đây cũng là rất nhiều người thích đến chỗ du ngoạn, kiến thức thế giới mỹ cảnh nguyên do chỗ đi. Càng đừng là nơi này chính là đại biểu cho thanh xuân cùng thanh lương bãi biển A. Cách đó không xa thỉnh thoảng đều có thể đủ nhìn thấy tóc vàng mắt xanh hoặc là hắc nàng ăn mặc mê người, làm phát hỏa vô cùng ba điểm giờ thức áo tắm hai mảnh. Dẫy dụa câu người dáng người tại nơi trên bờ biển bước chậm, hoặc là nước cạn than trên chơi nước chơi đùa. Ở đây quả thực khó có được mỹ cảnh, cũng chứng minh Oviedo công tước tên kia đề cử địa phương, phải không sai. Lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lúc này chính ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ bãi cát quần áo trong cộng thêm lớn mã quần sóc, đạp một đôi người tự dép, một thân một mình lo lắng rỗi rãnh nằm ở bãi cát ghế, thưởng thức xa xa ở quốc nội quả thực không thấy được cảnh sắc mỹ lệ. Tâm tình cũng quả thực không tự chủ trở nên tốt hơn nhiều, không trước như vậy xoắn suýt. Đến mức Brett gia tộc những người đó, tắc tự nhiên là sớm đã bị hắn cho đuổi đi.
Nói đùa, hắn đương nhiên không muốn giống như bây giờ một thân một mình đi khắp nơi đi nhìn, cũng còn tùy thời phía sau mặt có, bảo tiêu, theo. Và lại còn là mấy cái thất lão 80 ngoại quốc lão. Gì, đó không phải là, chỉ là sau đó hắn lại như là đột nhiên cảm giác được cái gì, từ bãi cát ghế khởi động đến, con mắt chỉ hướng về một quốc tế theo danh tửu điếm bãi biển riêng khu vực nhìn lại, ở trong mắt sau đó hiện ra một vẻ kinh ngạc. Xa xa, một quốc tế theo danh tửu điếm bãi biển riêng bên trong khu vực, một gã tông phát nữ tử ăn mặc một thân tuyết trắng váy liền áo, chính chân trần tại nơi trên bờ biển thần sắc kinh ngạc đi tới. Như là có tâm sự gì. Nhưng lúc này nếu là có người hơi chút cách nàng gần một ít, sợ rằng có thể tựu thực sự sẽ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, cũng bị kinh hỉ hướng điên mất, bởi vì tông phát nữ tử không là người khác, chính là cả Italia thậm chí toàn bộ Âu Châu tuyệt đại đa số nam nhân trong lòng mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng, thậm chí là từng tại nơi toàn cầu cao cấp nhất trao giải điển lễ, thiên sứ đêm, đều đã bị quá đẹp nhất vinh dự ngợi khen Supergirl. Eporizzo. Mà nàng lúc này ngoại trừ mặc một bộ không gì sánh được vừa người, cũng rất đẹp tuyết trắng váy liền áo ở ngoài, vẫn còn không gì sánh được nhu thuận cùng phiêu giật tông tóc dài màu đen trên, đè nặng đỉnh đầu mũ, đem nàng tuyệt mỹ dung nhan hơi chút che ở một chút. Nhưng dù vậy, nàng da thịt trắng như tuyết, lồi lõng có hứng thú câu thân thể tài, còn có nói không rõ không nói rõ, lại thực sự không gì sánh được hấp dẫn người khí chất. Lại khiến nàng mặc dù là che ở bản thân hoàn toàn đủ để khiến cái này khắp trên bờ biển tất cả nam nhân, đều hơi bị điên cuồng tuyệt mỹ, tinh xảo khuôn mặt, nhưng là còn là khiến kỳ trở thành phụ cận đây độc nhất vô nhị tuyệt đối tiêu điểm, thập phần làm người khác chú ý. Cũng may là cái này phiến bãi biển là một quốc tế theo danh tửu điếm tư nhân khu vực, nếu không có tửu điếm ở khách, những người khác là không có khả năng tự ý xông vào, nếu không. Thân là toàn bộ Italia thậm chí toàn bộ Âu Châu tối chạm tay có thể bỏng siêu cấp lớn minh tinh, toàn thế giới trong mắt nam nhân mị lực thiên sứ, Supergirl, Apple thật đã thời gian rất lâu không như thế thả lỏng qua. Mỗi ngày đều bận rộn tựa hồ liên uống trà phí, chạy xe không thời gian cũng không có. Dĩ nhiên, cũng bởi vì nàng gần nhất, trạng thái, chân thực có chút không tốt, liên ở Thụy Điển trang phục mốt chu như vậy siêu cấp trọng yếu trường hợp, đều lúng túng xảy ra vấn đề. Bị này làm người ta ghét, chết tiệt đội săn ảnh nắm lấy cơ hội các loại tìm phiền toái. Mặc dù nói đến phần sau chuyện này bị của nàng chủ tính công ty cho ra mặt lau sạch, bên ngoài bây giờ cũng sẽ không còn được gặp lại này có quan hệ ở của nàng mặt trái đưa tin. Thế nhưng, nàng cùng của nàng chủ tính công ty đều vẫn cảm thấy cần cho chính nàng để xuống cái giả. Dù sao nàng hiện tại tựa hồ thật hơi mệt chút, không phải sao? Ai, thật là mệt mỏi sao? Apple có chút thần tình hạ lẩm bẩm nói, theo lại đột nhiên rất khả ái chu mỏ một cái, vươn thon dài, trắng nõn chân bó hướng ven đường hòn đá nhỏ đá đi. Sau đó chỉ thấy hòn đá nhỏ như là trên búng dưới nhảy tiểu cầu vậy, tại đây tuyệt mỹ ánh nắng chiều ánh sân chứ ấm áp bãi biển sắc lẹm trên, nhảy ra, một chút khoảng cách, cũng giống là Apple hiện ở tâm tình lúc này, nói không nên lời tốt, cũng nói không nên lời hỏng, dù thế nào luôn luôn cảm giác người giống hệt rất thấp rơi a. Ai? Sau đó chỉ thấy Apple non mềm môi đỏ mọng trong không ngừng được phun ra một điểm thở dài thanh, tiểu tâm tư lại như là không cầm được bay. Bay đến mặc dù là tại bọn hắn Italia cao cấp nhất xã hội thượng lưu trong, cũng là tối không thể nghi ngờ, tối làm người ta hướng tới từ xưa quý tộc tòa thành nội, bay đến tòa thành nội, tại nơi cao cấp nhất tổng thống bên trong phòng nàng cư nhiên nhìn người ngủ, ngây ngốc 2-3 tiếng đồng hồ. Nàng phát thệ. Nàng minh bạch đây tuyệt đối là nàng không nên nghĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng hoàn toàn không phải là thuộc về nàng Apple thế giới. Có thể, trên thế giới này đã có loại đồ vật là cây thuốc phiện hoa đi. Cũng có loại tâm tình là điên cuồng ức chế, lại dường như ác ma chú ngữ cuốn lấy vậy, muốn ngừng mà không được. Nàng bây giờ là thực sự rất giống lãng quên tất cả, đem phảng phất thật là khiến nàng lần đầu tiên trái tim ra tốc khiêu động người Đông Phương dung nhan. Vĩnh cửu phong tồn ở chính cô ta cả đời này tốt đẹp nhất trong mộng, thế nhưng, cái này giống hệt thực sự rất khó a. Chẳng lẽ là đã không thể quên được, lòng của nàng, giống hệt từ đó về sau vẫn đang hồi tưởng, cùng tưởng niệm a. Tôn kính Trần tiên sinh, không biết người bây giờ đang làm gì đó. Apple có chút hạ ngẩng đầu lên, bĩu môi vốn phải là khả ái, hiện tại, làm cho thoạt nhìn lại không hiểu có chút sầu não. Nhất là tại đây loại hoàng hôn dưới. Cái loại này vùi lấp ở sâu trong nội tâm thật sâu tâm tình, càng dường như ngày xuân hạt giống vậy, điên cuồng muốn đẩy ra thổ nhưỡng,
Nhô gia à? Nga, tiểu thư mỹ lệ, nếu ta không nhìn lầm, người chắc là ở bổ đi. Có thể nhưng vào lúc này, một cái dài đôi mắt nhỏ, thoạt nhìn ục ịch buồn bã người Đông Phương đột nhiên đứng ở Apple trước mặt, đem nàng ngăn lại, vẻ mặt dâm giang nụ cười hỏi. Cùng hắn song song đứng là một vị thoạt nhìn gầy teo thật cao, da thịt trắng bệch, lại nhãn thần đồng dạng cũng rất không thoải mái người Ý. Mà ở phía sau hắn, còn lại là còn theo 4-5 cái thoạt nhìn cao lớn thô kệch, vừa nhìn chỉ biết chắc là bảo tiêu tên. Xin chào, ta là Apple. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Ta đang ở cái này y thẻ vâng bân tửu điếm nghỉ phép. Apple chân mày to hơi nhíu một chút, đôi mắt đẹp trong, giảm cũng có chút bối rối. Nhưng rất nhanh nàng tự chấn định lại. Nơi này chính là y thẻ vâng bân tửu điếm, rất nổi danh, hơn nữa tục truyền nghe nói quán rượu này lão bản sau màn còn là phân khối trong, giảm gia tộc. Vì vậy, Apple cũng không cho là những người trước mắt này dám ở phân khối trong, giảm gia tộc trong tửu điếm nháo sự. Phải biết rằng, tại bọn hắn Italia, coi như là nghị viên ở phân khối trong, giảm gia tộc trước mặt, cũng đều chỉ có thể cùng con chó vậy, hơi chút đắc tội một chút tựu có khả năng bị ném vào phân khối trong, giảm hải này cá mập. Nguyên lai Apple tiểu thư đang ở cái này y thẻ vâng bân rượu nghỉ phép. Vậy thì thật là đúng dịp, đôi mắt nhỏ, thoạt nhìn ục ịch biến béo, như là cái xấu xí thấp bí đao vậy người Đông Phương không hòa hài chân mày cao lại. Chợt trong mắt lập tức lóe lên một tia dâm tà vẻ, nói bỉ nhân Aso Uchijiro, là người Nhật Bổn, đến từ Nhật Bản Aso gia tộc. Apple tiểu thư, ta là ngài trung thành nhất người ái mộ, cũng vì người tuyệt thế khuôn mặt đẹp mà cảm thấy mê say, vừa vặn hôm nay coi như là thượng đế làm chúng ta tại đây vô tình gặp được, là giữa chúng ta duyên phận, không biết, đêm nay ta Aso Uchijiro nội không có vinh hạnh cùng xinh đẹp Apple tiểu thư ngươi, cùng nhau tại đây lãng mạn xinh đẹp địa phương cùng đi ăn tối. Nhật Bản ma, Aso gia tộc, mà đang nghe đối phương trong miệng, Aso gia tộc, 4 chữ, Apple vốn đã khôi phục chấn định nhãn thần lần thứ 2 nổi lên vẻ kinh hoàng. Lấy hiện nay ở thế giới này trong phạm vi mới, điện ảnh và truyền hình vòng cao độ cùng thành tích, ngược lại cũng thoáng có tư cách tiếp xúc qua, hoặc là nghe nói qua, thế giới các nơi các quốc gia cao cấp nhất thượng lưu trình tự xã hội vòng tròn. Mà ở trong điển hình nhất ví dụ cùng đại biểu, chớ quá ở chính là bọn họ Italia Bread gia tộc, Thánh La Lan gia tộc, phân khối trong, giảm gia tộc, v.v. chờ. Mà ngày ấy bản Aso gia tộc, nàng hiển nhiên là có nghe thấy cùng nghe nói qua, bởi vì cần gia tộc ở Nhật Bổn phân lượng, đều hoàn toàn có thể đem tỷ dụ thành, Nhật nội phân khối trong, giảm gia tộc. Là ngày ấy bản trừ ra chính phủ ở ngoài sở hữu trong lĩnh vực đều kinh khủng nhất, khổng lồ nhất tứ đại quốc tế tài phú một trong những gia tộc. Đến mức gia tộc kia nắm trong tay thương nghiệp đế quốc Aso thương chuyện bụi cây thức công ty, càng kỳ tài phú đều đã tích lũy đến cao tới 6-700 ước đô la. Càng bị toàn cầu tài phú tuần san bầu thành thế giới cực mạnh trăm cường xí nghiệp một trong. Bởi vậy có thể thấy được cần gia tộc là có cỡ nào kinh người cùng cường đại. Đồng thời Apple cũng chân thực không nghĩ tới, hiện vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cái này người Nhật Bổn. Ải Ban Tử, lại là sẽ cùng cái loại này cường đại gia tộc đều có quan hệ. Nhưng nàng hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được đối phương ánh mắt kia, hoàn toàn là muốn đối với nàng mưu đồ gây rối, vì vậy chân mày to nhìn không được lần thứ hai hơi nhăn lại đồng thời, trong miệng mặt đã ở không chút do dự cự tuyệt, nói xin lỗi, tôn kính Aso Uchijiro tiên sinh, hiện tại ta chính đang nghỉ phép, hơn nữa, ta buổi tối cũng có hẹn. Ừ. Nghe vậy Aso Uchijiro một trương tròn vo heo mặt nhất thời thật không tốt xem, thậm chí có một ít háng giọng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới mình cũng đã đem vô cùng tôn quý thân phận mang ra đến, cái này tiện nữ nhân cư nhiên cũng còn dám cự tuyệt hắn, không nể tình. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt âm trầm hướng về bên cạnh cao gầy, da thịt tái nhợt Italia nam tử nhìn sang, mặt lạnh không nói lời nào. Được rồi, xem ra vừa chỉ có thể muốn ta Potas tự mình ra mặt. Ai, Apple tiểu thư ngươi đây cũng là hà tất. Cao gầy, da thịt tái nhợt Italia nam tử nhún vai, một đôi đồng dạng tràn ngập dâm tà vẻ ưng chuẩn con ngươi tùy ý ở Apple trên người đánh giá, như là hứng thú càng ngày càng đậm dày. Thực sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác a. Sau đó chợt nghe gặp tự xưng vi Potas Italia nam tử dày cảm thán một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn là như trước tập trung ở Apple sao chịu được xưng hoàn mỹ. Tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại trên. Phảng phất là rất lịch sự,
có thể cái loại này giọng nói cũng không so với tự ngạo cùng kiêu ngạo nói xinh đẹp. Apple tiểu thư, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Potas, là một vị bá tước, đến từ phân khối trong, giảm đảo phân khối trong, giảm gia tộc. Vị này Aso tiên sinh là chúng ta phân khối trong, giảm gia tộc khách nhân tôn quý, ngươi nếu là không cho nội lần lang tiên sinh mặt mũi, nhưng chỉ có không để cho ta Potas, không cho chúng ta phân khối trong, giảm gia tộc mặt mũi. Tây, phân khối trong, giảm gia tộc, ngươi là phân khối trong, giảm người của gia tộc. Nghe vậy Apple dung nhan tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt thần sắc kịch biến lên, cặp kia đôi mắt đẹp, cũng là trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin, cùng hốt hoảng. Thậm chí càng về sau, liên nàng câu người vô cùng mềm mại đáng yêu tiếng nói, cũng biến thành có chút bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Làm Italia bổn quốc người, nhất là nàng Apple bây giờ còn đã chạm đến cao cấp nhất, thượng lưu trình tự xã hội, đương nhiên minh bạch cùng rõ ràng hiện nay Italia cường đại nhất không phải là chính phủ, mà là truyền thừa từ xưa ba đại quý tộc gia tộc Brett, Thánh La Lan, phân khối trong, giảm. Mà ở cái này trong phân khối trong, giảm gia tộc mặc dù là xếp hạng vị thứ ba, có thể, gia tộc này có năng lượng, cùng với kỳ cường đại trình độ, cũng còn là người thường hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Bởi vì, đừng nói là giống như nàng như vậy cái gọi là đại minh tinh, coi như là Italia tổng thống sợ rằng cũng không dám trêu chọc phân khối trong, giảm gia tộc. Mà ở trừ ra một đoạn phảng phất là cảnh trong mơ, không gì sánh được đặc thù kinh lịch ở ngoài. Nàng Apple Thủy Chung cũng chỉ là một phổ thông thông người Ý, là nghe phân khối trong giảm là mafia văn hóa phát nguyên. Như vậy cố sự lớn lên, vì vậy hiện vào lúc này nàng lại có thể không kinh hoàng. Ôm, xin lỗi, tôn kính Potas bá tước, tôn kính Aso Uchijiro tiên sinh, không phải là ta không cho hai vị mặt mũi, mà là ta buổi tối thực sự đã có hẹn. Apple tận lực muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, có thể giọng nói, lại vẫn còn có chút run. Nga, xinh đẹp Apple tiểu thư, đến bây giờ ngươi còn nói lời như vậy, có đúng hay không có chút quá không sáng suốt? Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua một ít Aso gia tộc đi. Nga, được rồi, thêm vào nói một câu, nội lần lang tiên sinh thế nhưng Aso gia tộc hiện nhâm gia tộc tộc trưởng, Aso sa tỉnh tiên sinh con trai độc nhất, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch lựa chọn như thế nào đi. Tài phú, danh tiếng, quyền lực, chỉ cần ngươi nghĩ có được. Nội lần lang tiên sinh đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói đến đây Potas bá tước nhếch miệng lành lạnh cười cười, nhìn phía một bên đã bởi vì thổi phồng, mà thần sắc lâng lâng Aso Uchijiro, vừa lại há mồm cười nói Nga, tôn kính nội lần lang tiên sinh, ta nói sẽ không có sai đi. Đương nhiên, đương nhiên. Aso Uchijiro híp mắt cười, vừa ngạo nghễ nhìn phía Apple, mở miệng nói rằng tài phú, danh tiếng, quyền lực. Những... này đối với chúng ta Aso gia tộc mà nói đều quá đơn giản, hơn nữa ta cũng nguyện ý đem cái này tốt đẹp chính là hết thảy đều hiện ra cho xinh đẹp Apple tiểu thư ngươi. Xinh đẹp Apple tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Đến cuối cùng hắn câu nói kia tuy rằng nhìn như ở hỏi thăm, có thể trên thực tế, câu nói kia vận khí, cũng đã hiển nhiên là bức bách. Bức bách Apple ở trước mặt hắn là lạ đi vào khuôn khổ. Ta... Apple đương nhiên cũng nghe được Aso Uchijiro trong lời nói bức bách, mặt cười bắt đầu nhìn không được biến sắc lên, nhãn thần hốt hoảng, cũng lại cũng vô pháp bảo trì trước có thể giả vờ chấn định. Mà ở thấy tình cảnh này, nhìn thấy Apple trên mặt rốt cục lộ ra bất lực, vẻ bối rối, Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro đều là khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười đắc ý. Sau đó còn gặp cường giả nhìn như tùy ý, lại trong lời nói chân thật đáng tin nói Apple tiểu thư, xin mời. Chúng ta kiên trì thế nhưng có hạn, ta nếu là ngươi, nhất định sẽ ngẫm lại phải như thế nào ở trên giường trần như nhộng, lấy lòng nội lần lang tiên sinh, mà không phải còn giống như bây giờ do dự dự, lãng phí thời gian. Potas bá tước, nhìn ngươi lời nói này được, chính là, ha ha. Mà đang nghe Potas bá tước trong miệng nói, nhất là bốn chữ, trần như nhộng, Aso Uchijiro trên mặt nụ cười đắc ý không khỏi càng nồng nặc mấy phần lên. Thậm chí còn khá có vài phần, hai mắt để xuống dâm quang, mùi, xấu xí đến cực điểm. Trên thực tế, lấy hắn Aso Uchijiro thân phận, đường đường Nhật Bản Mỹ thực ký giả tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất, bên người tự nhiên không thiếu mỹ nữ, thậm chí nói hắn đã duyệt cố gắng nhân gian tuyệt sắc cũng không khoa trương. Nhưng như là Apple nữ nhân như vậy cũng cái ngoại lệ, toàn thế giới đại bộ phận trong mắt nam nhân mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng. Ở thiên sứ đêm, đều từng đã bị quá đẹp nhất ngợi khen Supergirl.
Đây hết thảy đều không phải là thân là một người nam nhân tối muốn có cùng nắm giữ sao. Dù sao đều nếu có thể đem như vậy một cái hoàn mỹ, tuyệt sắc nữ nhân cua vào tay, thật là có nhiều mặt mũi a. Người sống đến bọn họ, tầng thứ này, không phải là vì mặt mũi sao. Hơn nữa, tối trọng yếu là, lấy hắn Aso Uchijiro hiện nay thân phận cùng trình tự, sợ rằng mặc dù là ở địa cầu này toàn cầu trên, cũng không thấy có nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn đi. Đương nhiên càng có thể là không dám. Tựu như cùng hiện nay như là Oporizo, như vậy toàn cầu siêu cấp lớn minh tinh, khi hắn Aso Uchijiro trước mặt cũng đều không dám nói nữa một cái chữ không, chỉ có hốt hoảng cúi đầu, mặt cười run cùng tái nhợt. Ha ha ha, loại này cao cao tại thượng, phảng phất là có thể đem hết thảy đều nắm ở trong tay cảm giác, thật đúng là quá tuyệt vời a. Nhưng ngay khi hắn còn đắm chìm trong mình huyễn tưởng ý dâm trong lúc, một đạo trẻ tuổi thanh âm lại đột nhiên quỷ dị từ bọn họ một bên kia không nhanh không chậm mặc đến, mang theo một chút hàn ý nga, phải. Thật là tấu xảo kỳ thực sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn, vì vậy, còn xin ngươi các lưỡng cái này chướng mắt tên nhanh lên ma lưu cút ngay. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Người nào? Theo Potas bá tước sau lưng mấy cao lớn thô kệch bảo tiêu ngay tức khắc vào tới, đem đột nhiên xuất hiện tuổi còn trẻ thân ảnh cho bao quanh vây quanh, vẻ mặt hung thần ác sát. Cùng lúc đó cũng còn thấy bọn họ trực tiếp là đào súng. Nòng súng thoạt nhìn hiện lên sâm sâm hàn quang, một mảnh đen nhánh, như là đặc chế. Trần, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc đầu Apple ở nhìn thấy cái này một màn kinh người lúc cũng không nhịn được một lòng phát thông loạn nhảy dựng lên, mặt cười thần sắc tái nhợt, thân thể mềm mại run. Dù sao cũng là thương, súng A, hắn chỉ là nữ nhân, vừa làm sao có thể không sợ. Song khi nàng tiếp rốt cục bừng tỉnh cái này tuổi trẻ thanh âm vì sao như vậy, quen thuộc, theo thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn sang, nhìn thấy trương nàng gần nhất thật sự là nằm mơ đều ở đây mộng, ghét mặt lúc cả người trực tiếp là trong nháy mắt nhìn không được ngây người. Hắn làm sao sẽ cư nhiên xuất hiện ở đây a? Là đang nằm mơ sao? Không phải đâu. Ta ở Apple hiện tại đều bị người khi dễ, ta làm sao có thể không hiện ra ni? Bất quá. Thực sự là đã lâu không gặp, nhưng ngươi nhưng vẫn là đẹp như vậy động nhân, một điểm đều không biến a. Trần Phi nhìn cặp kia từ lâu sợ ngây người, thậm chí không hiểu hiện ra một điểm nước mắt lưng tròng đôi mắt đẹp ôm lấy khóe miệng cười cười, vừa vươn tay ở nàng nhu thuận vô cùng tông tóc dài màu đen trên nhẹ nhàng một nhu, chợt xuống đến vừa lại nhéo nhéo khuôn mặt, như là cảm thán vậy nhếch miệng nở nụ cười. Hiển nhiên, liền chính hắn đều không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở cái này cùng Apple không hẹn mà gặp. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Ngươi, Phốc Suy. Nghe vậy không biết vì sao, hay là từ cái chán phát sao truyền lên đến quen thuộc bàn tay ấm áp đụng vào cảm, Apple đột nhiên nhìn không được thổi phù một tiếng bật cười, cặp kia đôi mắt đẹp càng hoàn thành nguyệt nha, không gì sánh được rung động lòng người, sau đó càng ôm một cái Trần Phi cánh tay, bĩu môi như là bất mãn, lại rất hưng phấn mà nói rằng biết rõ lâu như vậy, ngươi cũng không tới xem ta, Trần. Ngươi thật là một rất xấu rất người xấu a. Bất quá sau đó lại thấy nàng cuối cùng là phản ứng kịp, vẻ mặt âm trầm cùng hắng giọng Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước vẫn còn, chợt vừa vô ý thức nhịn không được trong lòng sinh ra một cảm giác mát, hốt hoảng nói Trần, bọn họ là phân khối trong dặm gia tộc còn có Nhật Bản Aso người của gia tộc. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiển nhiên đối phương hai người kia địa vị quả thực khiến Apple bây giờ trong lòng rất bất an. Thậm chí ngay cả trắng noãn nhu tay cũng là hơi trở nên có chút lạnh lẽo lên, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi lạnh, khiến Trần Phi Vi hơi híp mắt mâu từ hiện ra lau một cái hàn ý. Như thế nào đi nữa nói Apple cũng là từng cùng hắn ở trên một cái giường, ngủ, trôi qua nữ nhân, huống chi nữ nhân này còn quả thực rất khả ái, thật biết điều, vì vậy hắn Trần Phi sao có thể chứa nhẫn những người khác khi dễ như vậy nàng. Hơn nữa, phân khối trong, giảm gia tộc. Nhật Bản Aso gia tộc, đó là vật gì, hắn hoàn toàn nghe đều chưa từng nghe qua. Yên tâm đi, giao cho ta được rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở một bên xem kịch vui đi. Lại là chợt chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, cười nhạt nói. Vậy được rồi, Trần, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Nghe vậy Apple ngay tức khắc khéo léo gật đầu, trốn được Trần Phi phía sau đi, không nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì, đuổi mau buông ra Apple tiểu thư. Aso Uchijiro gặp Apple cư nhiên chủ động ôm Trần Phi cánh tay,
thậm chí còn trốn được đối phương phía sau, nhất thời hẹp dài, xấu xí đôi mắt nhỏ đó là ngay tức khắc nhịn không được hiện ra lau một cái nồng nặc đố kỵ, cùng vẻ dữ tợn, nhìn Trần Phi sắc mặt tái xanh quát to. Mắc mớ gì tới ngươi? Mập heo! Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại gọn gàng dứt khoát chửi ầm lên, nói nghe cho kỹ, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, còn ngươi nữa con này tiểu con rơi, hai người các ngươi hiện tại tốt nhất sấn ta không nhúc nhích nộ trước toàn bộ cút đi, nói cách khác, chờ ta dở mặt không nể mặt, tự gánh lấy hậu quả. Hắn tựa hồ thực sự là đã lâu không như vậy, thống thống khoái khoái, mắng quá thô tục, vì vậy như bây giờ thả ra nội tâm cảm giác quả thật không tệ. Hơn nữa, người Nhật Bồn quả thực mập té ngã mập heo tựa như, trên mặt thịt béo đều nhanh hoàn toàn chen ở một khối. Hắn lại không nói bậy. Nghe vậy thấy thế, trốn ở Trần Phi sau lưng Apple lập tức nhịn không được che miệng nín nở nụ cười. Nàng trước sợ Aso Uchijiro thân phận, không dám đem cái loại này lời nói thật nói ra, thế nhưng Trần hiển nhiên căn bản cũng không có phương diện kia cố kỵ. Còn là đáng yêu như vậy cùng có nam tử khí khái a. Nếu đổi lại là những người khác, dám chỉ vào Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất mũi mắng mập heo sao? Hiển nhiên khẳng định tuyệt không bao nhiêu người dám đi. Mà Potas bá tước ở nhìn thấy nghe được, Trần Phi cư nhiên chỉ vào mũi hắn khinh miệt hắn vì tiểu con rơi, trên mặt thần sắc nhất thời không khỏi hơi đổi đổi, chợt một đôi phiếm hồng con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói ngươi là ai? Ta là người như thế nào? Giống hệt ngươi cũng không có tư cách hỏi ra lời như vậy. Tay chân ma lưu điểm giờ đi, vội vàng từ ta mặt cút đi, nói cách khác, sự kiên nhẫn của ta không có thể như vậy tốt ha. Trần Phi khóe miệng cong lại, tự tiếu phi tiếu nói. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Có thể nghe nói, Potas bá tước nhưng thật giống như nghe được cái này trên đời này buồn cười nhất trò cười, không giận phản tiếu. Mà Aso Uchijiro hiện vào lúc này cũng cười theo, bởi vì... Hắn đương nhiên biết rõ đã biết hợp tác đồng bọn thân phận chân thật, đây chính là trong truyền thuyết huyết tộc A. Hơn nữa còn là xuất từ cái này Italia trên đất xưa nhất, tối quyền thế ngập trời mafia phân khối trong giảm gia tộc. Mà bây giờ ni, hắn lại nghe được cái gì? Hắn lại cư nhiên từ vậy không biết nói trời cao đất rộng tiểu tử trong miệng, nghe được kỳ nói, Potas bá tước thiếu tư cách. Không, không, thiếu tư cách, phốc suy. Ha ha, ha ha ha. Đây thật là quá buồn cười, quá buồn cười. Aso Uchijiro chân thực nhìn không được cười lạnh, hơn nữa nụ cười kia còn mang theo thần thánh trào phúng, cùng sấm nhân. Tiểu tử này, có đúng hay không óc có chuyện, bị cửa hung hăng kẹp a. Mà ở nhìn thấy nghe được Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro như vậy khoa trương tiếng cười lạnh, Apple tuy rằng trong lòng đúng đối với Trần Phi rất tin tưởng, có thể nàng lúc này lại vẫn là không nhịn được có chút tâm hoảng lên. Từ phía sau ôm Trần Phi cánh tay hai tay cũng vô ý thức ôm chặt hơn nữa. Không có biện pháp, hắn đương nhiên biết Trần Phi thân phận không giống bình thường, thậm chí ngay cả Brett gia tộc những đại nhân vật kia đều đối kỳ rất khách khí, những thứ này đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nhưng vấn đề là hiện tại cái này y thẻ vâng bân tửu điếm cũng phân khối trong giảm gia tộc địa bàn A, huống chi phân khối trong giảm gia tộc cũng là cùng Brett gia tộc đồng dạng cường đại mafia gia tộc. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có cái Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất. Dưới tình huống như vậy, hắn quả thực không có biện pháp không đối với bọn họ tình cảnh hiện tại cảm thấy lo lắng, cảm thấy bất an. Mà trên thực tế, Apple lo lắng đúng là chính xác, chỉ thấy Potas bá tước cười to sau, chợt đột nhiên thổi cái huýt sáo, lại sau chỉ thấy đến cách đó không xa tửu điếm phương hướng đột nhiên nhô ra đông nghịt một tảng lớn người, tất cả đều là hắc y kính dâm. Trong tay không kiêng nể gì cả cầm các loại loại hình, lực sát thương cực lớn súng ống. Trần, thương, súng. Thấy tình cảnh này Apple nhất thời nhìn không được kinh hoàng, tuyệt mỹ gương mặt thậm chí đều có chút đánh mất huyết sắc, năm ngón tay vững vàng cầm lấy Trần Phi cánh tay, rung giọng nói. Mà ở nhìn thấy một màn này Potas bá tước còn có Aso Uchijiro không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đều là từ trong mắt đối phương gặp được vẻ đắc ý, như là rất thoải mái vậy. Sau đó tự thấy bọn họ cầm thật cao vung lên, nhãn thần nghiền ngẫm, thậm chí mang theo làm trò ngược nhìn Trần Phi còn có Apple, khóe miệng theo sát phía sau ngay cả có lau một cái, ăn chắc bọn họ ý tứ hàm xúc rõ ràng chảy lộ ra. Như là rất hưởng thụ cùng đắc ý vậy. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn nghĩ ngươi kiên trì thiếu sao? Ta nghĩ hẳn đủ đi. Ngươi biết đây là cái gì sao?
Đây là nội lần Lang tiên sinh gia tộc bọn họ mới nhất nghiên cứu thành viên, X7T0 số bộ súng ngắm, coi như là ở 3.000m ở ngoài đều có thể đủ lấy tánh mạng người ta. Nó đạn lực sát thương căn bản cũng không phải là phổ thông súng ống có thể so sánh. Thậm chí nếu như là ở gần gũi dưới, coi như là chúng ta vĩ đại huyết tộc trong hầu tức cường giả, thân thể cũng không thể ngăn trở. Ngươi nếu có thể khiếu phá thân phận của ta, cũng có thể minh bạch, cái này ý vị như thế nào đi. Ha ha! Potas bá tước từ bên cạnh một hộ vệ áo đen trong tay tiếp nhận một thanh rất dài bộ súng ngắm, dùng họng súng kia hướng về phía Trần Phi, Apple hai người chỗ ở vị trí, nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra châm chọc vô cùng nụ cười nói. Mà ở nhìn thấy Potas bá tước trong tay nòng súng rất dài bộ súng ngắm, Apple tuy rằng không hiểu những này, nhưng là hay là từ Potas bá tước nói cùng với tản ra lạnh lẽo sáng bóng nòng súng trên, cảm thấy làm người ta sợ hãi. Thậm chí chí mạng khí tức nguy hiểm, mặt cười lần thứ hai trở nên tái nhợt. Apple tiểu thư, hiện tại ngươi mới có thể đáp ứng cùng ta tìm cái lãng mạn địa phương cùng đi ăn tối đi. Aso Uchijiro cũng là khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ăn chắc Apple cùng Trần Phi thần sắc, mập phì heo mặt dương dương đắc ý nói. Tiểu tử, ta đoán ngươi chắc là người Hàn hoặc là người Hoa đi. Tuy rằng ngươi tiếng Anh nói xong quả thực thật tốt, bất quá, lần sau mời nhớ kỹ. Nơi này là Italia mà không phải là các ngươi quốc gia, ở Italia, tuyển trạch làm tức giận ta Potas, đắc tội chúng ta Sicily gia tộc, hiển nhiên là nhất kiện rất không sáng suốt sự tình. Sau đó quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng cùng khủng bố. Potas bá tước tuy rằng cũng tốt giống như đúng đối với Apple có chút hứng thú, có thể bởi vì Aso Uchijiro hiện tại đã là, nhanh chân đến trước, lại tăng thêm hai người bọn họ nhà sinh ý, vì vậy cũng chỉ có thể sạch sẽ lưu loát xua tay. Đem hiện ra oai mục tiêu bỏ vào trước mắt cái này da vàng trên thân người. Như vậy mới có thể mang đến cho hắn một ít cảm giác thành tựu. Nói xong, Potas bá tước vừa cố ý nhìn lướt qua lúc này đã sắp vây đi lên đông nghịt mang dùng súng bảo tiêu, chợt khóe miệng hiện ra lau một cái châm chọc đưa mắt rơi vào Trần Phi trên người, tiếp tục cười lạnh nói tiểu tử, nghe cho kỹ, bởi vì ngươi vừa rồi đối với ta Potas bá tước còn có nội lần lang tiên sinh mạo phạm, vì vậy ta hiện đang quyết định cho ngươi hai lựa chọn. Một, là nhường ta những thủ hạ kia dùng đạn trực tiếp đem ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hai, chính là ngươi bây giờ quỳ xuống vội tới ta dập đầu, liếm ta và nội lần lang tiên sinh giày. Trần, mà đang nghe Potas bá tước như vậy càn rỡ nói, Apple ôm Trần Phi cánh tay hai tay lại càng không từ là chặt hơn mấy phần. Đôi mắt đẹp trong tràn đầy hốt hoảng cùng do dự. Bởi vì Potas bá tước hiện vào lúc này nói, đã có một ít nhắc nhở đến nàng. Cũng để cho hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân trước tựa hồ cao hứng quá sớm. Đúng vậy, tuy rằng hắn biết rõ Trần là có thân phận, người có năng lượng, nhưng bây giờ lúc này bọn họ nhưng ở đối phương trên địa bàn A. Lẽ nào Trần vẫn có thể tay không ngăn trở này sát nhân đạn? Lẽ nào Trần vẫn có thể ngăn trở nhiều như vậy toàn bộ hiện đại hóa vũ trang cầm súng Sicily gia tộc bảo tiêu? Nghĩ đến đây, Apple tuyệt mỹ mặt cười phía trên tái nhợt liền có một ít sâu hơn. Chợt chỉ thấy Kỳ chợt cắn răng một cái, đột nhiên lướt qua Trần Phi viện đứng ở vị trí, đi tới trước mặt hắn, đúng đối với Aso Uchijiro còn có Potas bá tước vội vàng nói Potas bá tước, Aso Uchijiro tiên sinh, ta có thể đêm nay cùng ngươi cộng tiến chậm. Nghe vậy thấy thế, làm Apple như vậy siêu cấp mị lực thiên sứ, Super Girl, đều ở trước mặt bọn họ khuất nhục, lộ ra như vậy bất đắc dĩ cầu khẩn điềm đạm đáng yêu vẻ. Potas bá tước cùng Aso Uchijiro trên mặt vẻ đắc ý không khỏi trong nháy mắt trở nên càng nồng nặc. Dĩ nhiên, bọn họ đang hưởng thụ cái này Apple đau khổ cầu khẩn đồng thời, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng càng phát ra có vẻ khinh miệt cùng chẳng đáng lên. Tự loại này tiểu tử cùng mặt hàng, lại dám ở trước mặt bọn họ làm càn kiêu ngạo, hiện tại biết lợi hại chưa? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Thế mà... Apple bất đắc dĩ đau khổ cầu khẩn nói đều còn chưa nói hết, đã có một đôi người tuổi trẻ tay đột nhiên tùy theo để ngang trước mặt nàng, chợt chợt nghe đến một tiếng có chút bất đắc dĩ thanh âm, nhàn nhạt vang lên được rồi, Apple, đừng nói nữa, đến thân ta sau đi. Hiển nhiên lúc này hiện tại mở miệng nói chuyện không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Trần, vậy được rồi, nghe vậy Apple nguyên vốn còn muốn nói cái gì nữa, mà khi ánh mắt của nàng đón nhận Trần Phi ánh mắt. Nhìn thấy trong ánh mắt kiên quyết cùng lắc đầu sau, ngay tức khắc thành thật ngoan ngoãn không nói. Đúng đối với, xin lỗi, Trần.
thậm chí khi nàng sau đó lần thứ hai thối lui đến Trần Phi phía sau lúc, còn nhỏ giọng nói như vậy. Hiển nhiên là hiểu được bản thân cử động là có chút kích thích đến Trần làm nam nhân lòng tự trọng. Nàng không nên một mình làm như vậy. Ai, ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi, yên tâm đi, hai người này ở trong mắt ta cùng vở hài kịch không khác nhau. Chưa phải dùng tới ngươi như bây giờ lo lắng hãi hùng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục a. Nghe vậy thấy thế Trần Phi trong mắt hiện ra lau một cái vẻ cảm động, sau đó đưa tay lại đang Apple nhu thuận phát sao trên xoa xoa, mặt mỉm cười lắc đầu nói. Tối thiểu Apple có thể như vậy che chở hắn làm nam nhân lòng tự trọng, chỉ là loại này cử động, cũng đủ để làm hắn bội cảm ấm áp. Đến mức trước mắt những tên kia, thật cũng chính là một đám vở hài kịch. Không đáng giá nhắc tới a. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thoạt nhìn giống như là có chút địa vị, ta Potas cũng không dám giết ngươi. Ta cho ngươi biết, tại đây Italia, ta Potas, ta Sicily gia tộc muốn bất cứ người nào tiêu thất, chính là chuyện dễ dàng, giống như quả giết chết một con kiến vậy. Mà ở nhìn thấy đều đến loại thời điểm này, da vàng đúng đối với Phương tiểu tử lại còn trên mặt mang như vậy một bức vân đạm phong khinh như bức hình dạng, Potas bá tước trong lòng ngay tức khắc tự khó chịu. Giống như là bị người đoạt đi danh tiếng, hận đến ngứa, quát lạnh. Tiểu tử, ta đã hiểu, người chắc là người Hoa đi. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám tại đây Italia cùng Sicily gia tộc Potas bá tước đối nghịch. Thật cho là mình có rất nhiều cái mạng có thể chết sao. Aso Uchiziro nhìn thấy Trần Phi cùng Apple như vậy thân mật dáng dấp, cũng là đố kỵ đến ngứa răng, mập phì mặt tròn đều có chút vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn giễu cợt nói. Nga, phải, Sicily gia tộc A, xin lỗi, ta thế nào không biết cái này Italia lúc nào cần họ Sicily. Coi như là cái này Italia cần có cái dòng họ, cũng có thể là Bread, mà không phải Sicily đi. Các ngươi nói sao? Thế mà nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại trực tiếp là khóe miệng khinh thường ngoéo. Một cái, cười lạnh nói, Sicily gia tộc, xin lỗi, hắn là thật không biết đó là đồ chơi gì A. Rất nghiêu ép sao? Bread, ngươi là nói Bread gia tộc. Ha ha, lẽ nào ngươi nghĩ nói cho chúng ta biết, Bread gia tộc còn có thể thay ngươi loại này lông cũng còn không dài đủ người Hoa xuất đầu. Xin nhờ, đừng nói giỡn, cái này vui đùa thực sự một điểm cũng không tốt cười. Ha ha, ha ha ha. Mà Potas bá tước cùng với Aso Uchiziro nghe vậy đều giống như là nghe được trên đời này chuyện hoang đường nhất, sau đó cũng không nhịn được nhịn không được ổ lên cười ha ha. Tiếng cười kia trong tràn đầy châm chọc cùng chẳng đáng. Bread gia tộc làm sao có thể sẽ vì cái loại này lông cũng còn không dài đủ ra vàng hầu tử xuất đầu. Gặp quỷ còn không sai biệt lắm, thật cho là bọn họ ngốc. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn thử xem bị cái này bộ súng ngắm một thương, súng đánh bể đầu, là tư vị gì. Tốt lắm, ta đây hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Sau đó càng chỉ thấy Aso Uchiziro vẻ mặt vặn vẹo cùng dữ tợn từ Potas bá tước trong tay đoạt lấy bộ súng ngắm, cười gằn họng vững vàng nhắm ngay Trần Phi, sau đó không chút do dự trừ động cờ lê. Phanh! Sau đó chỉ thấy Tiêu Thanh Kiểu mới bộ súng ngắm họng phát sinh một đạo hơi trầm muộn tiếng vang, sau đó một điểm hàn quang liền đã hướng phía Trần Phi đi. Aso Uchiziro từ Potas bá tước trong tay cướp đi qua bộ súng ngắm có thể không bình thường. Đó là bọn họ Aso gia tộc gần nhất mới nhất thành quả nghiên cứu, X7T0 số bộ súng ngắm, coi như là ở 3.000 mét ngoài đều có thể đủ lấy tánh mạng người ta. Nó đạn lực sát thương căn bản cũng không phải là phổ thông súng ống có thể so sánh. Thậm chí nếu như là ở gần gũi dưới, chỉ sợ cũng xem như là tuyệt đại đa số chính mình siêu phàm vũ lực, đặc chủng người cũng không thể dùng thân thể đón đỡ dưới hoặc là đoạt lấy đạn kia. Vì vậy loại này kiểu mới bộ súng ngắm là có đáng sợ dường nào. Chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho người cực sợ. Mà ở tiếng súng sau, vô luận là Aso Uchiziro hay hoặc là Potas bá tước, đều là ở trong nháy mắt ngay khóe miệng buộc vòng quanh tàn nhẫn mà vừa lãnh khốc mỉm cười. Không có biện pháp, bọn họ đều rất rõ ràng cái này kiểu mới bộ súng ngắm cường đại uy lực. Thậm chí đều đủ để đem sách vở độ dày tính chất đặc biệt lữ hợp kim một thương súng đánh xuyên qua. Vì vậy giờ khắc này, bọn họ căn bản hoàn toàn không cân nhắc Trần Phi có thể từ kinh khủng như vậy một thương súng trong chạy trốn tính mệnh. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí đã phảng phất nhìn thấy da vàng hầu tử trực tiếp là đầu bị đánh bạo, sau đó thân thể sụi lơ ngã trong vũng máu. Nhưng sau đó phát sinh một màn kia lại làm bọn hắn nhất tề ngây người.
Bởi vì làm Aso Uchijiro trong tay bộ súng ngắm đạn tàn nhẫn bắn về phía Gia Vàng Hầu Tử lúc, dưới mấy giây sau, bọn họ ánh mắt của hai người lại nhất tề bạo lui, hiện ra khó có thể tin, kinh hãi màu sắc. Chỉ thấy, Trần Phi trong tay lúc này cư nhiên chính nắm bắt một viên ngân lóng lánh đạn. Đó là bộ súng ngắm đạn. Phi ca, giữa lúc Aso Uchijiro cùng Potas bá tước, thậm chí này vây chung quanh cao lớn thô kệch, hắc y kính dâm bảo tiêu đều bị trước mắt một màn này triệt để hù được chân đều mềm nhũn thời gian, Apple đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, sau đó cả người tự lại trực tiếp là nhào tới Trần Phi trong lòng. Thậm chí tuyệt mỹ gương mặt lúc này đều có chút lê hoa đái vũ, như là đã khóc vậy. Không có biện pháp, nàng dù sao chỉ là cái thông thường nữ nhân, chính mắt thấy được người khác hướng mình bên này nổ súng, có thể nào không sợ. Được rồi, không có việc gì, đều nói không cần lo lắng. Không là để cho ngươi biết bọn người kia ở trước mặt ta hãy cùng vở hài kịch vậy, không khác nhau sao? Loại vật này ở trước mặt ta cũng cùng món đồ chơi tựa như. Trần Phi một bên vươn tay ôm vẻ mặt lệ ngân, như là bị dọa sợ Apple an ủi. Tất cả lại trực tiếp dùng một con khác nắm bắt đạn kia tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, xoa nắn một chút. Nhất thời làm Aso Uchijiro, Potas bá tước, thậm chí ở đây mọi người, này cao lớn thô kệch. Hắc y kính dâm Sicily gia tộc bảo tiêu đều thiếu chút nữa hù được sợ tè ra quần, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo kinh hãi một màn đó là vô cùng kinh khủng xảy ra. Bởi vì chỉ thấy X7T0 số bộ súng ngắm tính chất đặc biệt model đạn, cư nhiên ở Trần Phi trong tay bị từ từ tạo thành một miếng nhỏ viên bính vậy ngân sắc kim loại. Nhất thời Aso Uchijiro cả người mãnh liệt run, trong ánh mắt tùy theo hiện ra run, vẻ hoảng sợ. Mà Potas bá tước. Hiển nhiên cũng là như thế này, cái trán, gáy, hai bên vai cổ áo, phía sau lưng tâm. Những chỗ này trong nháy mắt hoàn toàn là bị như là, vòi hoa sen, vậy ra thịt viện nhô ra mồ hôi lạnh cho triệt triệt để làm ướt. Cả người trong nháy mắt như là từ trong nước ngâm qua đi ra vậy. Phải biết rằng bọn họ Sicily gia tộc cùng Aso gia tộc làm sinh ý chính là cái này X7T0 số bộ súng ngắm. Vì vậy hắn tự nhiên rất rõ ràng cái này khoản kiểu mới bộ súng ngắm khủng bố, theo tử uy lực của đạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phải biết rằng đây chính là liên một đầu voi đều hoàn toàn có thể đơn giản đánh bể khủng bố kiểu mới hiện đại hóa binh khí A. Mà bây giờ, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống dưới, hắn cư nhiên bị Gia Vàng Hầu Tử cầm đạn đều tay không tiếp. Tay không cảnh X7T0 số bộ súng ngắm đạn A. Cái này đến tột cùng coi là cái gì? Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn vĩ đại huyết tộc công thức cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng cường đại như vậy đi. Khó khăn, lẽ nào, cái này Gia Vàng Hầu Tử lại là một vị có thể sánh ngang bọn họ vĩ đại huyết tộc công thức cường giả đông phương cường đại tồn tại. Nghĩ đến đây, Potas bá tước thật cảm giác mình chân đều có chút mềm nhún, dĩ nhiên, càng nhiều hơn còn là khó có thể tin cùng rung động. Bởi vì hiện vào lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mắt một màn này quả thật có chút quá chấn động lòng người a. Hơn nữa cái này đều còn chưa xong, bởi vì tiếp lại có càng chuyện đáng sợ xảy ra. Ô, 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 chỉ thấy một cái hướng khác bầu trời lại đột nhiên truyền đến quân dụng trực thăng máy bay chiến đấu ô ô ô kinh người động cơ tiếng nổ, sau đó đang lúc bọn hắn từ từ co rút lại, cùng hiện ra càng thêm kinh khủng, vẻ hoảng sợ trong tầm mắt nhìn thấy. Xa xa đông nghịt từng mảnh một tối thiểu là đều biết 10 nhà kiểu mới quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu, lại vào lúc này chính ô ô hướng bọn họ cuồng hướng mà đến. Không chỉ có như vậy, hơn 10 chiếc kiểu mới quân dụng trên phi cơ trực thăng, còn có đen như mực súng máy hỏng cùng với chuyên chở đạo đạn quỹ đạo, đều ở đây không lưu tình chút nào hướng ngay bọn họ. Thậm chí càng đáng sợ là, vậy càng mặt trên, tầng mây dưới vẫn còn có mới nhất hình máy bay chiến đấu dường như là muốn săn thực lãnh khốc diều hâu vậy. Tựa hồ tùy thời muốn đáp xuống, đem mười mấy ghìm súng Sicily gia tộc bảo tiêu diệt thành cho hôi. Mà bất kể là chưa quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu hay là máy bay chiến đấu trên, đều ấn có một Italia đỉnh cấp xã hội thượng lưu không ai dám không nhận biết tiêu chí. Tiêu chí, chính là thuộc về Brett gia tộc tiêu chí. Nhất thời, Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước cũng cảm giác mình nhanh nhịn không được điên rồi. Cái này, Brett gia tộc. Có thể đây tột cùng là vì sao a? Người của gia tộc vì sao hiện vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa, nhưng lại xuất động gia tộc bọn họ quân đội riêng. Không sai, ở Italia chỉ có 3 gia tộc chính mình quân đội riêng. Brett, Thánh La Lan, Sicily.
trong đó nhất là Brett gia tộc quân đội riêng kinh khủng nhất, tối chính mình sức chiến đấu. Hiện vào lúc này bọn họ trước mắt nhìn thấy liền đủ để chứng minh hết thảy. Bố, Brett gia tộc, thực sự là Brett người của gia tộc. Hơn nữa còn là quân đội, gặp quỷ, bọn họ điên rồi sao? Bọn họ bây giờ không phải là ốc còn không mang nổi mình ốc sao? Hiện tại đây là muốn làm gì à? Ngốc lăng, kinh hãi, sợ hãi hồi lâu sau, Potas bá tước mới dường như là thấy quỷ vậy hét dầm lên, trên mặt hiện ra không gì sánh được run cùng vẻ sợ hãi. Không có biện pháp, bởi vì chỉ cần hắn hiện tại không ngốc tự khẳng định biết không chung Brett gia tộc quân đội tuyệt đối là hướng về phía bọn họ tới. Hơn nữa nhìn trận này trưởng cùng tư thế, hay là muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Dùng đạn đánh thành tổ ong vò vẽ. Mà đang ở Potas bá tước dường như thấy quỷ vậy hét dầm lên lúc, Aso Uchijiro cũng hoàn toàn cả người choáng váng, sắc mặt trắng bệch, duy nhất có thể bảo trì chấn định cử động chỉ sợ cũng chính là hắn bây giờ còn đứng đi. Dù sao cũng là xuất từ Nhật Bản Aso gia tộc như vậy đỉnh cấp nhà giàu có, coi như là tự mình kinh lịch bực này kinh khủng tràng cảnh, cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào nha. Mà mấy chục vây bắt Trần Phi, Apple hai người Sicily gia tộc bảo tiêu, tuy rằng cũng đều là từng thấy máu chiến trường tinh anh, nhưng lúc này, tại nơi loại hoàn toàn không đối đẳng vũ lực trước mặt, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng còn nói cái gì phản kháng. Chỉ có lão thật thật đem trong tay thương nhất ném, mình cũng ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nếu không, chỉ sợ bọn họ thật hoài nghi quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu mặt trên đen như mực súng máy lỗ châu mai, sẽ thực sự nổ súng. Bùm bùm, thùng thùng đông quét về phía đến đưa bọn họ một đám tổ ong vò vẽ. Cái này, chiến, máy bay chiến đấu, đó là súng máy. Trần, những này, mà vào lúc này Apple hiển nhiên từ lâu trải qua nhìn trợn mắt hốc mồm, dù sao đây chính là quân đội A, coi như là nàng thế giới cấp đại minh tinh, cũng không có khả năng gặp qua kinh khủng như vậy tràng cảnh. Hắn, bọn họ bây giờ bị quân đội cho bao vây. Bất quá, cũng may là nàng bây giờ còn hơi chút còn sót lại theo có một chút lý trí. Còn nhớ rõ Brett gia tộc tựa hồ là Trần bằng hữu. Nếu là như vậy, những này quân đội chẳng lẽ là Trần tìm tới? Nhất thời Apple tuyệt mỹ trong con ngươi trong nháy mắt sẽ không có run rẩy nước mắt lưng tròng, thay vào đó là một loại vô cùng kích động thần sắc. Thậm chí như là lóe tiểu tinh tinh. Không có biện pháp, đây chính là quân đội A, nhưng lại hình như là đến, giải cứu, bọn họ, đây quả thực quá uy phong. Không phải sao? Không thể không nói. Nước ngoài nữ sinh ở phương diện này quả thực so với quốc nội nữ sinh dây thần kinh to nhiều lắm. Nội lần lang tiên sinh đừng hoảng hốt, cái này trong nhất định là có cái gì hiểu lầm đi. Brett gia tộc có thể là chúng ta Italia, hơn nữa theo chúng ta Sicily gia tộc cũng quan hệ không kém. Vì vậy, đây không thể nào là người Hoa làm ra đi, đúng đối với, không thể nào là hắn. Bất quá sau đó Potas bá tước liền có một ít đổi quá mức mà đến. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì quen mặt cũng chưa thấy qua tên nhà quê, hắn tổ phụ thế nhưng Sicily gia tộc cao tầng. Chấp trưởng quyền to cái loại này. Vì vậy hắn Potas gương mặt này ở Italia đỉnh cấp thượng lưu trình tự xã hội vẫn là không có như vậy xa lạ. Tuyệt đại đa số người của bên trong vòng hẳn là đều biết hắn, vì vậy, hắn thực sự cho rằng cái này trong chắc là có cái gì hiểu lầm. Nếu không, Brett gia tộc bây giờ không phải là đều đã tự lo không xong sao. Vừa mới gặp phải như vậy đại họa, thương gần động cốt, tổn thất thảm trọng, gia tộc đỉnh cấp cường giả toàn bộ bị diệt cái nhanh lên, loại thời điểm này vậy thành thật giúp, làm rùa đen rút đầu còn không kịp, dựa vào cái gì đối với bọn họ Sicily gia tộc hạ thủ. Nếu là lấy đã qua, coi như là Sicily người của gia tộc cũng tuyệt không khả năng đúng đối với Brett gia tộc sinh ra như vậy, đại bất kính, ý tưởng. Dù sao song phương gia tộc nội tình cùng thực lực chân thực hoàn toàn có chút không tốt, chờ kém quá xa, nhưng bây giờ nha. Đều sắp bị gia tộc của chính mình ngu xuẩn, điên cuồng hành vi chơi đùa lớn nửa cái mạng cũng bị mất. Còn nghiêu bức cái dám đi, bây giờ Brett gia tộc, có thể không nhất định có bọn họ Sicily gia tộc cường đi. Nghĩ đến đây, Potas bá tước liền như là, nghĩ thông suốt, cái gì vậy, trên mặt thần sắc vừa khôi phục lại cười nhạt cùng ngạo mạn lên. Coi như là Brett gia tộc thì thế nào? Hắn Potas không có thể như vậy cái gì không người có thân phận, mà là lớn có thân phận bối cảnh theo tới đầu. Vì vậy hắn bây giờ là thực sự không tin, bây giờ Brett gia tộc còn dám hướng hắn động thủ sao?
Ha ha, cũng chính là Trang giả vờ giả vịt đi. Đúng đối với, nhất định là hiểu lầm. Nhất định là đúng dịp. Aso Uchijiro nghe Potas bá tước vừa nói như vậy cũng, nghĩ không có khả năng, giật mình tỉnh giấc gật đầu nói. Nhưng sau đó một màn kế tiếp vừa làm bọn hắn lưỡng sắc mặt người nhìn không được đại biến lên. Bởi vì trả lời hai người bọn họ nghi vấn, rõ ràng là từng cây một nòng súng lạnh như băng, còn là một chương ở Italia đỉnh cấp xã hội thượng lưu không gì sánh được bị người quen thuộc, băng lãnh mà vừa gương mặt tái nhợt. Đó chính là Italia đỉnh cấp thượng lưu trình tự vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy Brett gia tộc, người phát ngôn, lão Hắc Hầu Tước. Trần Phi híp mắt nhưng thật ra giống hệt có chút trước mắt gương mặt đó, sau đó bừng tỉnh đại ngộ lên, đây không phải là Oviedo công tước tên kia cháu trai sao. Trước còn bị dẫn tới cùng hắn gặp qua một lần, vì vậy có chút ấn tượng. Tự lúc trước Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước bị bất thình lình Brett gia tộc quân đội chấn động đến sợ hãi ngốc lăng, căn bản vô tâm tư nhốt thêm chú Chu Vi tình huống lúc, cái này lão Hắc Hầu Tước đã mang người xông qua khu phong tỏa vực tới nơi này trên bờ cát. Hiển nhiên, lão Brett bọn họ tuy rằng không cùng đến, nhưng cũng còn là rất thông minh, rất có thành ý bố trí có hậu thủ. Thậm chí đều muốn gia tộc quân đội riêng đều cho âm thầm điều động đến, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Mà bây giờ việc này, chiêu thức ấy cũng đúng lúc là có tác dụng. Lão Hắc Hầu Tước đại nhân, mà ở bị vậy đơn giản đếm không hết băng lãnh họng nhìn chằm chằm đầu lúc, Potas Nam Tước cuối cùng là cảm giác có chút không đúng, một tia mồ hôi lạnh từ cái trán phát sao chỗ như là không lấy tiền vậy dũng mãnh tiến ra, nhìn thấy lão Hắc Trương không gì sánh được quen thuộc mặt lúc cũng là trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, sau đó bị hù được hai cái đùi đều có chút run rẩy lên. Hiển nhiên, hắn là trăm triệu nghĩ không ra cái này Brett gia tộc quân đội người cầm đầu, lại là Brett gia tộc cho tới nay mặt hướng cộng thêm người phát ngôn, lão Hắc Hầu Tước đại nhân. Đây chính là một vị hầu tước a. Cùng hắn Potas cái này bá tước tuy rằng chỉ có kém một chữ, có thể đại biểu hàm nghĩa, cũng vô cùng kinh khủng, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Dù sao bọn họ huyết tộc hiện tại đã hoàn toàn thói quen cố sức lượng trình tự, đến quy hoạch cá nhân tước vị. Mà hầu tước loại này cấp bậc, đều đã là vĩ đại công tước dưới cực mạnh. Vì vậy hắn bây giờ là thật hơi sợ. Chớ nhìn hắn Potas tổ phụ là Sicily gia tộc cao tầng, tay cầm quyền to, cũng đồng dạng là một vị tư thâm hầu tước đại nhân. Thế nhưng, hắn tổ phụ cũng không phải chỉ có hắn cái này một cái hậu đại, mà là tối thiểu có 7-8 cái nhiều. Vì vậy hắn thân phận như vậy tuy rằng để xuống ở trong mắt người bình thường, thậm chí tầm thường một chút ba lớn thành viên gia tộc trong mắt, có thể đều là phi thường uy phong cùng như bức. Nhưng ở lão Hắc như vậy hầu tước cường đại, tôn quý tồn tại trước mặt, nhưng vẫn là cái gì đều không phải là. Liên một điểm khoe khoang cùng uy phong tư cách cũng không có. Thậm chí coi như là đối phương thật muốn một thương súng bắt hắn cho băng, chỉ sợ hắn tổ phụ cũng không biết để hắn đi tìm lão Hắc, đi tìm Brett gia tộc phiền phức. Nghĩ đến đây, Potas Nam Tước trong nháy mắt cái trán gian mồ hôi lạnh sẽ thấy độ bừng lên, chỉ đều không ngừng được. Vi, tại sao có như vậy a? Lẽ nào tiểu tử kia, da vàng hầu tử thật có cái gì đáng sợ bối cảnh theo tới đầu phải không? Hắn dựa vào cái gì a? Trần Tiên Sinh, xin lỗi. Là của chúng ta thất trách mới đưa đến xảy ra như vậy chuyện không vui. Thỉnh ngài nghìn vạn chớ để ở trong lòng. Có thể lão Hắc Hầu Tước kế tiếp hành vi càng khiến Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro rung động không ngớt. Bởi vì, hắn cư nhiên thậm chí ngay cả xem đều không xem Potas bá tước vậy, tự kinh sợ về phía Trần Phi cúi người chào thật sâu lên, ở da kia tái nhợt trên trán, còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên một dũng mãnh tiến ra đi xuống đến, tích lạc ở trên bờ cát. Làm Oviedo công tước cháu ruột, thậm chí trước còn bị mang theo, may mắn, cùng Trần Phi gặp qua một lần, lão Hắc đương nhiên minh bạch thúc thúc hắn còn có tộc trưởng đại nhân, thậm chí cả gia tộc, đều đúng đối với Trần Phi Trần Tiên Sinh là nặng bực nào nhìn, thậm chí cỡ nào kinh sợ cùng sợ. Không có biện pháp, dù sao chỉ là câu nói đầu tiên đủ để khiến hiện nay Myers Dorp Thánh Ma Đạo đại nhân, Modern đại nhân, đều thế lực lớn cao tầng cường giả đều cam nguyện đứng ra bảo vệ gia tộc bọn họ. Loại này ngôn ngữ phân lượng, như vậy trình tự thân phận, như vậy siêu cấp lớn nhân vật, thật không vậy tùy tùy tiện tiện nói ba xạo là có thể biểu hiện ra kỳ cường đại, cùng đáng sợ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện nay hắn lão Hắc rõ ràng nhất rõ ràng Trần Phi Trần Tiên Sinh năng lượng cùng thân phận, vì vậy hữu khởi dám chậm trễ, hoặc là không tuân theo nặng.
Vì vậy hắn hiện vào lúc này xuất động quân đội, mới có thể xuất động như vậy rất mạnh, thần tốc, giống như là ngay tức khắc chiến tranh vậy. Dù sao không có biện pháp Trần Phi Trần tiên sinh đó là hạng thân phận, hạng siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ lúc này cái gì Sicily gia tộc Potas bá tước, lại dám điều động như vậy một bầy chó ét cầm súng vây bắt Trần Phi Trần tiên sinh. Cái này khiến lão Hắc ở nhận được tin tức lúc bị dọa đến hồn phi phách tán đồng thời, cũng đơn giản là hận không thể ngay tức khắc cầm thương súng băng ngu xuẩn đầu. Phu, CK, thật không biết là cái gì cậu ét đồ chơi. Lão Hắc, cái này cùng các ngươi không quan hệ. Bất quá, vị này đến từ Nhật Bổn bằng hữu, còn có hắn, tựa hồ cho rằng hiện tại cái này Italia hẳn là họ Sicily. Thứ cho ta nói thẳng, ta là thật chưa từng nghe qua cái này cái gì Sicily gia tộc, là vật gì a? Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu híp mắt, thản nhiên nói. Tuy nói hắn hiện tại đã sớm qua cùng loại này người thường mù so đo tính cách thời đại, thế nhưng, bị người cầm vây bắt, thậm chí còn bị nả một phát súng. Cái loại cảm giác này quả thực thực sự khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn Trần Phi Trần đại thiếu không đi khi dễ người đã rất tốt. Lúc nào, loại này cá nhỏ tiểu tôm còn có bản lĩnh đến, khi dễ, hắn. Phải, Nga, tôn kính Trần tiên sinh thực sự là quá xin lỗi. Cái này Italia lúc nào đổi họ Sicily, xin tha thứ ta là thật không biết ha. Lão Hắc nghe vậy cũng là trong nháy mắt con người có chút phiếm hồng gắt gao nhìn chằm chằm Potas bá tước. Trong ánh mắt kia có loại tên là hàn ý cảm xúc, ở không gì sánh được nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm. Bọn họ Brett gia tộc vừa mới vừa gặp đại họa, chính là nhạy cảm thời gian, lại không nghĩ rằng cái này cái gì chó má Sicily gia tộc tự nhảy ra ngoài. Thực sự là kỳ tâm có thể giết a. Cái này Italia thật đã đổi họ Sicily sao? Không, không phải là, lão Hắc hầu tước đại nhân, người đừng nghe hắn nói bậy, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nghe vậy thấy thế Potas bá tước trong nháy mắt có chút chân mềm, luống cuống, sắc mặt trắng bệch run rẩy nói. Không có biện pháp, cái loại này nói làm trò kỳ trước mặt người khác có thể còn có thể nói một chút, nhưng bây giờ cũng ở Brett gia tộc người phát ngôn lão Hắc hầu tước trước mặt đại nhân. Người nhượng hắn làm sao dám nói xong xuất khẩu, làm sao sẽ không hoảng hốt. Nhưng vào lúc này Aso Uchijiro nhưng thật giống như là có chút chấn định lại, dù sao thân phận của hắn địa vị cũng là không nhất thiết. Vì vậy nhìn lão Hắc nhíu chậm rãi nói vị bằng hữu này, chuyện này vậy cũng coi như là hiểu lầm một hồi. Mọi người đều là người có thân phận, không cần thiết nháo đến bây giờ như thế cương đi. Thân phận, thân ta ngươi ma cái đầu, có thể đáp lại hắn lại lão Hắc tức giận giống, cùng hung hăng một cước. Sau đó đó là phanh phát ra một tiếng vang thật lớn. Thật vất vả chấn định lại đứng ra bày tư thái Aso Uchijiro, trực tiếp là bị tức giận lão Hắc một cước này. Cho đạp phải trên mặt đất liên tục lật 7-8 cái lăn, sau đó đầu váng mắt hoa, cả người đều đau nhức, bò đều bò không dậy nổi. Không có biện pháp, cái này Aso Uchijiro nói cho cùng cũng chính là cái người thường mà thôi, vừa làm sao có thể chịu được lão Hắc cái này hầu tước cấp bậc huyết tộc tức giận một cước. Không chết đều đã coi như là rất tốt. Thân phận, người hắn mà đều dám đắc tội Trần Phi Trần tiên sinh, vẫn còn hắn lão Hắc trước mặt đàm thân phận, óc có ét sao. Ngươi, mà Aso Uchijiro hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp chính là một cước cho hắn, một điểm hàm hồ cũng không có, tại nơi trên mặt đất một mặt bưng cả người đều đau thân thể vô cùng thống khổ kêu rên dãy giụa, một mặt béo đô đô mập heo trên mặt, còn có trong ánh mắt, nhưng cũng thoáng cái nổi lên khó có thể tin cùng chấn động quang mang. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới lão Hắc cư nhiên bắt đầu chính là cho hắn một cước, liền nói chuyện với hắn công phu đều tốt giống như chẳng đáng. Hoặc là tiết kiệm. T. Lão Hắc hầu tước đại nhân, vị này Aso Uchijiro tiên sinh là người Nhật Bổn, là Nhật Bản Aso gia tộc quý khách, phụ thân hắn là Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Aso Sa tỉnh. Mà Potas bá tước hiện vào lúc này hiển nhiên cũng là hoàn toàn có chút dại ra theo, thậm chí ở nhìn thấy như vậy một màn sau, đều là nhìn không được mạnh trong miệng mặt hút một cái lương khí, sau đó gặp lão Hắc hầu tước cư nhiên ẩu đả Aso Uchijiro. Không khỏi lắp bắp nhắc nhở. Cái này Aso Uchijiro, thế nhưng Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Aso Sa tỉnh con trai độc nhất. Cái này lão Hắc bây giờ là điên rồi sao? Bọn họ Brett gia tộc hiện tại đều thảm thành như vậy, lại còn cùng cho gia tộc của chính mình gây thù hằn. Thương cảm cái này Potas bá tước cũng không biết, ngay mấy ngày hôm trước,
coi như là cường như hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Myersdorf thánh ma đạo, cùng với đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu, hiện nay SSS cấp bậc Modern đại nhân, thậm chí trừ lần đó ra còn có 5-6 vị đến từ đều thế lực lớn cao tầng cường giả, đều ở đây Trần Phi Trần tiên sinh một câu nói dưới, đứng ra bảo vệ bọn họ Gret gia tộc. Vì vậy cái gì chó má Aso gia tộc nhằm nhò gì a? Aso Uchijiro hiển nhiên đồng dạng cũng không biết điểm này, vì vậy ở nhìn thấy Potas bá tước, rốt cục, đưa hắn thân phận hiển hách bối cảnh cho đề nghị sau, cũng không biết từ sinh ra một khí lực, lại cư nhiên từ trên mặt đất cứng rắn siêu siêu vẹo vẹo bò dậy. Sau đó chỉ thấy kỳ lấy tay bưng bị đá khối kia bộ vị, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lão hắc, khá có vài phần khí thế cùng cường ngạnh nói lão hắc hầu tước, cha ta thế nhưng Aso sa tỉnh, ngươi bây giờ lại dám như thế đối với ta. Người tốt nhất cho ta, chờ. Thế mà hắn câu này bởi vì phẫn nộ mà kìm lòng không đậu thốt ra uy hiếp cũng còn chưa triệt để nói xong, mọi người bên tai tựu dĩ nhiên vừa vang lên nữa một đạo âm thanh trầm thấp. Ta đi ngươi ma. Phanh. Chỉ thấy lão hắc hầu tước cư nhiên vừa lại một cước hung hăng đạp tiếng vang Aso Uchijiro, nhượng hắn lần này lại đã tới cho ăn ét. Thậm chí lúc này đây cũng còn đem Aso Uchijiro cho trực tiếp đạp choáng. Vì vậy nhất thời, Potas nam tước choáng váng. Thậm chí ngay cả mắt bốc tiểu tinh tinh, hưng phấn trốn ở Trần Phi sau lưng Apple đều có chút xem ngây người. Không có biện pháp, dù sao nàng có thể là có chút hiểu rõ ngày ấy bản Aso gia tộc cường đại, nhưng bây giờ. Lẽ nào vị này lão hắc hầu tước đại nhân vật không sợ đem Aso gia tộc đắc tội quá mức đầu sao? Dù sao, cái này Aso Uchijiro thế nhưng ở Potas bá tước trong miệng. Là Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Aso sa tỉnh con trai độc nhất a. Duy có chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đúng, đối với, lão hắc cử động không cảm giác chút nào ngoài ý muốn. Chợt chỉ thấy thứ nhất song híp mắt vừa lại hướng Potas bá tước nhìn lại, ánh mắt hiện ra lau một cái lạnh lùng. Potas bá tước tiên sinh đúng không? Hiện tại người đồng bạn đều đã ngất đi thôi, chúng ta là không phải là cũng nên coi là trước giữa chúng ta chuyện kia. Hắn lạnh lùng nói rằng. Không, không phải là, đều là hiểu lầm, vị tiên sinh này vừa rồi vậy cũng là hiểu lầm a. Potas bá tước nhất thời chân đều mềm nhũn, vẻ mặt sợ hãi nói. Hiểu lầm. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng ngoéo. Một cái, thản nhiên nói nguyên lai là hiểu lầm a. Bất quá, chỉ là hiểu lầm ngươi liền trực tiếp cho ta một thương, súng cái này có đúng hay không hơi có chút không thể nào nói nổi a. Ừ. Nghe vậy thấy thế Potas bá tước đều còn chưa lên tiếng, đứng ở một bên lão hắc lại trực tiếp là vẻ mặt kinh giận lên. Thập, cái gì, cậu tạp chủng này lại dám đối với ngài đúng, đối với thương, súng. Lão hắc thậm chí đều có chút đảm chiến lên. Không có biện pháp, Trần Phi Trần tiên sinh đó là hạng thân phận, hạng tầng thứ siêu cấp khủng bố đại nhân vật. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị người cho động súng. Vậy làm sao không trong nháy mắt làm hắn sợ, sợ hãi tới cực điểm. Muốn là như vậy cạm bẫy bị thúc thúc hắn, thậm chí tộc trưởng lớn người biết nói, hắn lão hắc sợ rằng đều biết bị tuyệt đối sẽ chấn nộ hai người cho xé thành mảnh nhỏ a. Phanh, một thanh âm vang lên, không gì sánh được kinh khủng cùng tức giận lão hắc hầu tước cũng không nhịn được nữa, trực tiếp là lại là nhấc chân hướng về phía Harry bá tước chính là hung hăng một chút đi. Hoàn toàn không có bất kỳ chút nào lưu tình. Mà như vậy một cước hiển nhiên không phải là trước đạp Aso Uchijiro lúc có thể so, mà là hoàn toàn nổi lên sát tâm độ mạnh yếu. A, à, vì vậy nhất thời, Potas bá tước hoàn toàn là bị một cước này đạp bay ra ngoài, trên người đầu khớp xương cũng không biết tại thời điểm này bị gãy mấy cây, sau đó không gì sánh được thống khổ hét thảm lên, tiên huyết theo vết thương đó là chảy ra. Một màn này nhất thời làm này Sicily gia tộc bọn bảo tiêu càng cảm giác được sợ. Thậm chí là người được tử vong mùi, sắc mặt trắng bệch. Cái này lão hắc hầu tước đại nhân là thật đến thực sự. Được rồi, lão hắc, như ngươi vậy cũng không nhiều lắm cần phải. Khó có được ngày hôm nay tâm tình không tệ, cũng không cần thiết vì hai người này cặn bã, phế vật, chút chuyện nhỏ này phá hủy tâm tình. Ngươi trước dẫn người triệt đi, đừng khiến cho cùng muốn đánh trượng tựa như. Mà ở thấy tình cảnh này. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cảm giác hơi chút có như vậy một ít qua. Bởi vì hắn nghĩ không cần thiết làm cho này vạch trần chuyện tự phá hủy tâm tình. Vâng, Trần tiên sinh. Nghe vậy lão hắc hầu tước nhất thời cả người một cái giật mình, minh bạch mình là có chút làm được quá mức đầu,
Trần tiên sinh đều còn chưa lên tiếng, hắn tự chủ trương, động thủ trước. Sau đó chỉ thấy Kỳ vội vã hoảng sợ một bên hướng Brett gia tộc quân đội riêng sĩ binh nháy mắt, để cho bọn họ rút lui trước lui. Một bên hoặc như là cân nhắc đến cái gì, do dự mà, nhưng vẫn là cắn răng tiến đến Trần Phi trước mặt nhỏ giọng xin chỉ thị cái kia, Trần tiên sinh, vừa rồi chuyện này có muốn hay không gia tộc bọn ta đứng ra cảnh cáo một chút. Cảnh cáo, hay là thôi đi, các ngươi gia tộc hiện tại mình cũng còn không để ý tới bản thân, không cần thiết nữa lộng những. Này có không có, nếu như hai cái ngu xuẩn sau khi tỉnh lại không phục, còn muốn phải tiếp tục gây chuyện nói, ghê gớm sẽ thấy bồi bọn họ vui đùa một chút đi. Dù thế nào việc này các ngươi tự trước hết khoan để ý tới, đến lúc đó rồi hãy nói. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu, nói. Nếu là từ Brett gia tộc đứng ra cảnh cáo, vậy không có ý nghĩa, không phải sao? Nếu không phục khí ghê gớm tiếp tục đón chơi được rồi, có thể có cái gì ghê gớm? Vâng. Trần tiên sinh, ta hiểu được, lão Hắc tự nhiên là nghe rõ Trần Phi ý tứ, sau đó liền ngay tức khắc mang người ly khai. Lưu lại một đám Sicily gia tộc bảo tiêu tại nơi trên bờ biển ngồi chồm hổm theo há hốc mồm. Hắn, bọn họ không sao. Apple, chúng ta cũng đi thôi, đừng làm cho bọn người kia phá hủy hảo tâm tình. Mà ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên cũng rất thuận theo tự nhiên, lôi kéo Apple ly khai. Trong miệng mặt cười tủm tỉm nói rằng, liền cùng trước hắn nói vậy, mặc dù là rất lâu không gặp, nhưng này Italia quốc bảo cấp Âu Châu nữ thần nhưng vẫn là không nhiều biến hóa lớn. Như trước đẹp như vậy động nhân, nhất cử nhất động cũng là như vậy câu nhân tâm huyền. Nam nhân nha, luôn luôn đúng đối với sự vật tốt đẹp đều tâm tồn hướng tới, vô luận là hiện nay tạm thời là không phải là của mình, đều không trọng yếu. Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là loại người như vậy, nga, tốt, thẳng đến Trần Phi đều đã đem tay nàng, thuận theo tự nhiên, dắt đến, Apple lúc này mới có chút hoàn toàn tỉnh ngộ lại, tuyệt mỹ, tiếu lệ dung nhan trong nháy mắt đó là nhiều hơn lau một cái mê người ửng đỏ vẻ, kiều diễm ướt át. Bất quá cùng tính cách hơi có vẻ xấu hổ quốc nội nữ hài so sánh với, Apple như vậy nước ngoài nữ hài quả thực dây thần kinh to, hoặc là tính cách trực sảng nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không xoay nhăn nhó bóp. Cho nên khi nàng hiện vào lúc này cuối cùng là có chút bừng tỉnh phát sinh qua chuyện gì sau đó lập tức chỉ thấy nàng tuyệt mỹ, kiều diễm ửng đỏ trên khuôn mặt, đỏ tươi nhu bên môi duyên khóe miệng, chỉ khoảng nửa khắc đó là dương lên một loại như hoa tươi vậy sáng chói dáng tươi cười, cười rất vui vẻ, thậm chí lại sau cũng còn nhìn không được cả người trực tiếp hướng về Trần Phi phía sau lưng nhào tới, một chút đó là ôm Trần Phi cái cổ. Phanh, bộ dáng kia ở Trần Phi sau lưng đeo lung lay lắc lư, hãy cùng cái vui mừng cởi, khoái trá địch húc chuột túi tựa như. Cho dù ai sợ rằng đều có thể đủ nhìn ra nàng hiện vào lúc này là cao hứng biết bao nhiêu. Tôn kính Trần, cảm ơn ngươi, lại là ngươi đứng ra đã cứu ta. Apple non mềm ngọc thủ ôm chặt Trần Phi cái cổ, nhãn thần mê say thấp giọng nói. Phanh, lâu như vậy không gặp ngươi trả lại cho ta tới đây bộ. Đàng hoàng một chút. Còn muốn ta có ngươi, phốc suy, nhưng lúc này đây viện đáp lại của nàng lại hay là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, không lưu tình chút nào, thuận lợi ở nàng trên ót nhẹ nhàng gõ một cái dưới, phụng phịu nghiêm túc nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng liên chính hắn đều không nhịn cười được. Cũng không biết vì sao, nam nhân khác nhìn thấy cái này Italia quốc bảo cấp đại mỹ nữ, toàn bộ Âu Châu có thể nói là, nữ thần trong mộng, cấp bậc mị lực thiên sứ, đông tích cũng không kịp, có thể. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác chỉ là muốn ở nàng trơn chuột trong như gương trên ót, nhẹ nhàng, đến như vậy một chút. Thực sự tiện tay a a đau. Nhất thời cái gì cảm kích, cái gì hưng phấn đều ở đây một tiếng mắt lệ uông uông, ủy khuất thanh, trong tiêu thất hầu như không còn. Chỉ thấy Apple vô ý thức có chút tức giận bĩu môi, nhìn phía Trần Phi có chút mắt nước mắt lưng tròng. Thực sự đau hoặc đau ha. Lần này ta cũng sẽ không lại bị lừa, xuống đây đi, nặng như vậy ta cũng không muốn có người đi. Có thể nào biết lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp không bị lừa, cười híp mắt mở miệng trêu ghẹo nói, nhất thời đem Apple tức giận có chút ngứa răng, nhưng lại không có can đảm, phát tác, chỉ có thể không thể tránh được. Vì vậy lập tức cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng, vẻ mặt ủy khuất, hừ hừ hai tiếng, từ Trần Phi sau lưng đeo xuống tới, nhưng cũng không nói gì nữa. Bĩu môi. Thật giống là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ai,
đùa giỡn nữa, nhỏ mọn như vậy à. Không biết là thật sinh khí đi, ta không phải là cái kia ý. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật đúng là tưởng bản thân vui đùa có chút mở quá mức lửa, khiến Apple sinh khí, chợt có chút buồn bực cùng lúng túng nở nụ cười, suy nghĩ có đúng hay không hẳn là nói lời xin lỗi. Có thể tiếp phát sinh tất cả, lại làm chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt thần sắc khó xử trực tiếp trong nháy mắt cứng đờ. Tục ngữ nói thật tốt, phân thủy thay phiên chuyển, người nha, tiện hơn tổng hội là có báo ứng tích. Bởi vì sau đó chỉ thấy Apple cư nhiên đột nhiên lại ngừng khóc, nàng không ủy khuất. Thậm chí thay vào đó còn là một loại người thắng mỉm cười. Cảnh tượng này là cỡ nào quen thuộc a? Ha ha, tôn kính Trần tiên sinh, ngươi còn là đáng yêu như vậy, lại bị ta lừa gạt nữa, ngươi lại bị ta lừa gạt nữa. Ha ha, ha ha ha, Apple không gì sánh được cao hứng hừ hừ lên. Trước cái gì, ủy khuất, đều ở đây trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán không còn, cùng ăn mật dường như. Muốn ban đầu ở Brett gia tộc tòa thành đỉnh cấp tổng thống bên trong phòng, Trần Phi đã bị nàng chiêu thức ấy, đã lừa gạt, một lần, không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên lại lên làm nữa. Ha ha, Trần tiên sinh thật là quá đáng yêu, còn nói cái gì lần này sẽ không trở lên làm, thật là khờ dưa, ha ha, ha ha ha. Ta, ngươi. Trần Phi gương mặt đều ngây ngẩn cả người, sau đó thật sự là nhìn không được mãn chán hắc tuyến, không nghĩ tới bản thân anh minh một đời lại hồ đồ nhất thời, cư nhiên tại đây đồng hào bằng bạc nàng trên người liên tục trúng chiêu, ba lần. Ba lần a, thực sự là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Ba, sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, tàn bạo, vươn bàn tay to, thô bạo đem Apple mê người thân thể kéo vào trong ngực. Tại nơi thân thể mềm mại đẫy đà, tràn đầy lực đàn hồi trên trọng trọng trừng phạt hai cái đi. Còn vẻ mặt, lãnh khốc, nói đây là người ứng với nên có được nghiêm phạt. Chỉ là một màn này quả thực cỡ nào làm cho quen thuộc a? Chỉ thấy Apple lại một như đương sơ tựa như mềm mại nhu môi trong phát ra như vậy thực cốt thanh âm. Cảm thụ được vậy mình cái mông truyền tới hơi nóng bỏng đau đớn, cùng với gần trong gang tấc rất nặng nam tính khí tức. Nàng không khỏi cặp kia mặc lục sắc con người hơi đi ngang qua một tia mị thái, ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phi, mị nhãn như tơ nói tiên sinh tôn kính, ta nghĩ ngươi nghiêm phạt còn giống như thiếu. Ba, nàng tuy rằng càng nói càng nhỏ thanh, có thể nghe vào Trần Phi trong lỗ tai nhưng thật giống như câu dẫn ra dục vọng cây thuốc phiện vậy, khiến cho hắn nhịn không được vừa vươn tay tại nơi đã tận lực đính kiều lên cái mông trên, nặng nề trừng phạt vài cái. Thẳng đến nàng cả người tinh thần đều có chút bị đâm kích đáo căng thẳng, một đôi tuyết trắng đẫy đà bắp đùi băng bó được thẳng tắp, nhãn thần có chút mê loạn lúc, hắn lại đột nhiên dừng tay, có chút lưu luyến cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng Apple, người thật là một mê người yêu tinh. Bất quá người mỗi lần đều phải tới đây dạng khiêu khích ta một phen đi. Ta nhưng là sẽ không nhịn được. Ô, nhất thời Apple chỉ cảm giác mình trong lòng trống rỗng, có chút ủy khuất phát ra thanh âm ô ô. Ở lại nghe đến Trần Phi lần nói trực tiếp là nhu môi quả đoán kiên quyết lại hướng về Trần Phi môi táp tới, thì thào lớn tiếng nói nhịn không được vậy cũng chớ nhịn. Lần trước ngươi không phải là đã cho ta hứa hẹn, nói không ngại cùng ta phát sinh chút gì chuyện lãng mạn sao? Tôn kính Trần, ngươi mới có thể cảm thụ được tâm ý của ta đi. Chẳng lẽ là ta thiếu phiêu? Ô ô, ô, làm nữ nhân dẫn đầu đem lời như vậy biểu lộ ra, vốn chính là cảm thấy thẹn. Thậm chí sẽ đem địa vị của mình dịch chuyển tới rất thấp rất thấp. Có thể Apple lại không hối hận, bởi vì nàng minh bạch đây có lẽ là nàng đời này cơ hội duy nhất, cũng bất quá chỉ là cảm thấy thẹn cùng hèn mọn một chút mà thôi. Có thể bỏ lỡ, đó chính là thực sự bỏ lỡ, đời này đều sẽ hối hận a. Hơn nữa nàng cũng làm xong bị cự tuyệt dự định. Dù sao Trần là thân phận gì, cái gì trình tự. Mặc dù là bọn họ Italia kinh khủng nhất dưới đất phương giả, đều muốn kỳ là tôn vi ngồi trên quý khách. Hơn nữa để trước như vậy một chút việc, Brett gia tộc còn trực tiếp là xuất động quân đội. Thậm chí cũng không tiếc đem Sicily gia tộc cùng với Nhật Bản Aso gia tộc đều cho đang đắc tội. Thay lời khác mà nói cách khác Trần ở Brett gia tộc trong mắt phân lượng, lại là có thể so với Sicily gia tộc, Nhật Bản Aso gia tộc chung vào một chỗ còn trọng yếu. Đây quả thực là chân chính siêu cấp lớn nhân vật A. Khó có thể tưởng tượng. Mà như vậy tồn tại, nàng Apple coi như là muốn ngưỡng vọng đều không có gì tư cách đi. Có thể, là hẳn là bị cự tuyệt đi. Làm xấu tiểu Việt biến thiên Nga,
cô bé lọ lem mộng đẹp, không cảm thấy quá buồn cười sao? Dù sao đây là hiện thực, mà không phải trong lúc ngủ mơ à. Có thể tiếp phát sinh tất cả lại khiến nàng cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp có lẽ là bởi vì sợ ngây người, mà chợt co rút lại lên. Chợt càng có lau một cái tên là, mừng như điên, cảm xúc từ nàng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp, khó có thể tin, run rẩy toát ra đến. Nàng cả người đều nhanh tô, thậm chí ngay cả nguyên bản trong miệng mặt kiên quyết muốn nói hết nói, đều cứng ở trong miệng. Bởi vì tại nơi gần trong gang tấc mặt đối mặt da thịt giáp nhau xúc dưới, rất nặng nam tính khí tức, Trần Phi môi, lại trực tiếp là ở nàng nói đều còn chưa nói hết tự bá đạo hôn lên. Không sai. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cái này du mộc đầu cuối cùng là thông suốt nữa. Đây chính là chính người tìm, ta không có thể như vậy người tốt lành gì. Trần Phi một mặt thô bạo đem Apple lồi lõm có hứng thú mê người thân thể lại đang trong lòng, thô giáp thủ trưởng cũng bắt đầu tùy ý làm bậy tại nơi trơn bóng như ngọc da thịt trên chạy, non mềm hông của chi, tràn đầy co giãn thon dài mật chân, không gì sánh được hấp dẫn người chú ý cùng nhãn cầu nóng bỏng rất tròn. Cùng với phảng phất là sắp tích xuất nước đỉnh kiều ong mông. Đây hết thảy cũng dần dần là bị đều đang nắm giữ. Một mặt Trần Phi đôi môi cũng sắc sắc thật thật vâng, thực sự bá đạo vô cùng hôn xuống, khiến Apple thậm chí ngay cả chút nào dẫy dụa cùng phản kháng chỗ trống cũng không có, tự hoàn toàn là bị rất nặng nam tính khí tức, cho xâm phạm phảng phất là cả người đều nhanh muốn tô, hình như là không để được một điểm khí lực. Như vậy sau một lúc lâu, gắn bó rời môi mở. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái, tiện tiện, mỉm cười, ánh mắt tập trung tại nơi gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ trên mặt, không khỏi nở nụ cười, vươn tay ở Apple cái trán phát sao trên nhẹ nhàng xoa, trêu ghẹo nói ta nói, ngươi không phải mới vừa rất dũng cảm sao? Hiện tại thế nào đột nhiên không nói? Nào có ta chỉ vâng, chỉ là có chút phản ứng không kịp. Ngươi quá bá đạo, Apple mặt hồng hồng biện giải, cũng càng nói càng nhỏ thanh. Đúng vậy. Nàng chưa từng trải qua bá đạo như vậy vô cùng xâm phạm. Không thoáng cái mộng đi qua đều xem như là rất khá, còn muốn nàng thế nào nha? Chỉ là, đây hết thảy thực sự là thật sao? Nàng thành công. Trần tiếp thu nàng, Nga, Thượng Đế, đây hết thảy thực sự rất giống là đang nằm mơ. Thực sự rất giống là đang nằm mơ. Chỉ là, lại có vẻ thật chân thực, thật chân thực. Phải, vậy nếu không ta trước hết để cho ngươi chậm rãi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lập tức khẽ mỉm cười một cái, xoay người đó là nhẹ nhàng hướng về bãi biển phía trước đi đến, buông lỏng tay ra, đón hoàng hôn thật cảm giác cảnh tượng này rất mỹ lệ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải thật chính du mộc đầu, vì vậy đương nhiên biết rõ loại thời điểm này hẳn là trừ lại điểm, giờ, không gian nhượng Apple hảo hảo lãnh tĩnh, thanh tỉnh một chút. Hắn cũng tốt hòa hoãn chậm cùng tâm tình của mình. Bất quá hắn phương pháp kia nhưng thật giống như đúng, đối với, đồng hào bằng bạc nàng không thể thực hiện được a. Không muốn, người buông ra ta xong rồi nha, thân ái Trần, ta thích người ôm ta, cái loại cảm giác này thật tốt. Nếu không người ôm ta đi thôi, có được hay không? Apple lập tức không chút do dự đi theo, bĩu môi bất mãn la hét, dung nhan tuyệt mỹ trên cũng toát ra lóe sáng dáng tươi cười, cười đến rất sán lạn. Một chút gục Trần Phi trên người. Cùng chỉ cây nhỏ túi hùng tựa như. Mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn ánh chiều tà từ từ, bị lão hắc một cước đạp choáng Potas bá thước cùng với Aso Uchiziro rốt cục sách chậm rãi tỉnh lại. Lại cảm giác cả người đâu đều đau. Phu, CK, đau quá, đau, mà vào lúc này hầu như hai người bọn họ trong mắt tất cả đều là không thêm ẩn núp cừu hận, dữ tợn. Lấy thân phận của bọn họ, chưa từng gặp như vậy nhục nhã cùng thân thể bị thương. Potas bá tước, da vàng hầu tử lại dám như thế nhục nhã trêu đùa chúng ta, còn có cái gì lão hắc hầu tước? Lẽ nào chúng ta cứ tính như thế? Aso Uchiziro hiển nhiên là tối tức giận một cái, đón ánh nắng chiều vi huân mặt trời đỏ ánh chiều tà, hắn quả thực vẻ mặt dữ tợn, ở trong mắt toát ra hừng hực thiêu đốt lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Phải biết rằng, coi như là phụ thân hắn, đường đường Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Aso Sa tỉnh, đều không như thế ẩu đả quá hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn Aso Uchiziro lại bị lão già kia, lão hắc hầu tước, ẩu đả thảm như vậy, chỉ là hai chân thiếu chút nữa giống như là muốn đưa hắn cả người đầu khớp xương đạp chặt đứt. Điều này có thể làm từ nhỏ đến lớn hạng nhất, người trên người, quán hắn, không trong lòng vặn vẹo, dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm.
quả thực đều muốn đem lão già kia dùng võ sĩ đao từng đao từng đao làm thịt. Chỉ tiếc, hắn cá nhân nhưng thật giống như không có thực lực như vậy. Hơn nữa, hắn trong lòng bây giờ mặt đều còn chưa phải là chỉ có đúng đối với lão hắc bá tước phẫn hận. Còn có, là đúng ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vô hạn đố kỵ. Có câu là không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu như nói trước hắn Aso Uchijiro đúng đối với Apple cận chỉ là muốn vui đùa một chút nói, hiện tại, lại bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chặn ngang một cước, trong lòng của hắn quả thực giống như là đao cắt vậy, hoàn toàn như là cảm nhận được vô cùng nhục nhã cùng hèn mọn. Hắn Aso Uchijiro, đường đường Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất, cư nhiên sẽ so ra kém một cái hoa hạ chi heo. Cái này với hắn mà nói không phải là nhục nhã là cái gì? Không phải là sỉ nhục, là cái gì? Quả thực buồn cười a. Nội Lần Lang tiên sinh, người này có thể cùng Brett gia tộc nhất lên quan hệ, hơn nữa ngay cả Brett gia tộc lão hắc hầu tước đúng, đối với thái độ của hắn cũng là như vậy tôn kính. Người có thể không biết đi, lão hắc hầu tước thúc thúc thế nhưng một vị vĩ đại huyết tộc công tước. Vì vậy ta hoài nghi ra vàng hầu, tiểu tử kia địa vị cũng không đơn giản. Có thể là quốc độ cổ xưa kinh thành một cái cường đại màu đỏ gia tộc. Tuy rằng Potas bá tước lúc này sắc mặt cũng đồng dạng là âm trầm, hắng giọng một mảnh, thậm chí ngay cả trên cánh tay còn chảy máu, cái loại này thê thảm dáng dấp, lấy thân phận của hắn, thật là đã cực kỳ lâu không có đã bị quá như vậy nhục nhã cùng đả kích. Thế nhưng, hắn coi như là lại không óc, khẳng định cũng minh bạch Trần Phi nếu có thể cùng Brett gia tộc đều dính dáng đến quan hệ, vậy tất nhiên. Khẳng định thân phận không giống bình thường. Thậm chí cũng có thể bối cảnh kiêu ngạo ở hai người bọn họ phía sau. Vì vậy hắn hiện tại mặc dù là đồng dạng trong lòng phẫn hận, sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn tới cực điểm, cũng còn là đem cái loại này không ổn định sỉ nhục tâm tình áp chế, lý trí phân tích nói Nội Lần Lang tiên sinh, các ngươi Nhật Bản hẳn là cùng từ xưa thần bí hoa hạ tiếp xúc càng nhiều đi. Này bọn họ thủ đô màu đỏ gia tộc thanh niên nhân, tuy rằng bình thường tại bọn hắn ngành chính phủ đảm nhiệm chức vị sẽ rất không chớp mắt, thế nhưng, bọn họ lại thường thường chính mình rất lực lượng thần bí. Cũng tỉ như nói hoa hạ thần bí, cổ vũ giả. Nói đến đây lúc Potas bá tước sắc mặt thần sắc đã cực kỳ ngưng túc lên. Như vậy thế nào, Potas bá tước, có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ là sợ. Thế mà nghe vậy Aso Uchijiro vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi theo, con mắt bên trong càng lộ ra lau một cái hung quang, nói nơi này là các ngươi Italia, mà không phải này chi heo hoa hạ. Còn có coi như là hắn là này màu đỏ gia tộc thành viên thì thế nào? Lẽ nào thân phận của chúng ta cùng bối cảnh tựu so với hắn yếu đi? Cũng đừng quên, các ngươi Sicily gia tộc là huyết tộc gia tộc, mà chúng ta Aso gia tộc, cũng đồng dạng là có chúng ta Nhật Bổn Âm Dương Sư. Nguyên lai like ngày hôm đó bản Aso gia tộc căn bản cũng quả thực rất không bình thường, có Nhật Bản xưa nhất, thần bí nhất Âm Dương Sư tồn tại. Nếu không... bọn họ cũng không có thể trở thành Nhật Bản thế giới dưới đất tứ đại vương giả một trong. Mà cái gọi là âm dương sư tồn tại, vậy thủ đoạn đều quỷ dị khó dò, âm hiểm hung ác, thay đổi thất thường. Vì vậy coi như là tại thế giới trong phạm vi, Nhật Bản âm dương sư cũng là rất có một chút danh khí, càng không bao nhiêu người nguyện ý đơn giản trêu chọc. Âm dương sư, chỉ là nghe được ba chữ kia, Potas bá tước nhất thời giữa hai lông mày liền không khỏi run sợ. Nội Lần Lang tiên sinh, người muốn làm gì? Hiển nhiên lúc này hắn đã từ Aso Uchijiro lời kia giọng nói trong cảm giác được sát ý, hơi biến sắc mặt biến, chợt thấp giọng nói. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết chi kia heo, còn muốn cho đồ đê tiện nữ nhân chạy trở về trước mặt của ta, cho ta chỉ. Aso Uchijiro nhất thời sắc mặt giữ tợn quát, trong lời nói vặn vẹo đến cực điểm. Hiển nhiên trước tất cả đã làm hắn Aso Uchijiro kiêu ngạo lòng tự trọng hoàn toàn là bị nhục nhã cùng đả kích, vì vậy khiến kỳ trong xương cốt hung tính, cùng cực đoan, vào lúc này bị phóng thích ra ngoài. Không thể không nói, Nhật Bản dân tộc này quả thực dễ trở thành người điên. Giết hắn, Nga, Nội Lần Lang tiên sinh ngươi là điên rồi sao? Lẽ nào ngươi nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi? Nếu tiểu tử kia chính là hoa hạ một cái đỉnh cấp cường đại màu đỏ thành viên gia tộc, chúng ta giết hắn, nhất định sẽ nhấc lên đại ba lãng, chọc cự đại phiền toái. Potas bá tước sắc mặt chợt biến đổi, sau lại tiếp tục sắc mặt khó coi nói còn có, người vừa rồi cũng có thể gặp được đi. Brett gia tộc đúng đối với tiểu tử kia là thái độ gì? Muốn là chúng ta thật giết hắn,
Brett gia tộc bên kia muốn đối phó thế nào? Brett gia tộc, hừ, Potas bá tước, cái loại này mặt hàng bây giờ còn phải dùng tới các ngươi Sicily gia tộc kiêng kỵ bọn họ sao? Có thể nghe nói, Aso Uchijiro lại khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái thật sâu cười nhạt, hoàn toàn châm chọc, khinh thường nói đừng quên lần này bọn họ Brett gia tộc hơn phân nửa đều cũng bị mất, ốc còn không mang nổi mình ốc cũng còn không kịp, chưa còn có cái gì lòng thanh thản đi để ý tới chi kia heo. Hơn nữa, muốn là bọn hắn thật không nghĩ ra muốn nhúng tay chuyện này, lẽ nào các ngươi Sicily gia tộc sẽ không muốn kỳ giành lấy? Giành lấy? Nghe thế Potas bá tước đôi mắt chợt rụt một cái, hô hấp trở nên dồn dập, liếm liếm đôi môi tái nhợt, chậm rãi mở miệng nói rằng nội lần lang tiên sinh, ngươi lời này là có ý gì? Có ý tứ? Aso Uchijiro nhuốm máu khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh lau một cái dữ tợn, lạnh lùng, cuồng ngạo vẻ. Trong ánh mắt hiện ra lau một cái điềm nhiên nói Brett gia tộc hiện tại hoàn toàn chính là một bị thương nặng hấp hối con cọp. Nếu nó chỉ là muốn hảo hảo dưỡng thương, cũng thì thôi, cần phải là nó không muốn già như vậy thực. Potas bá tước, người nghĩ hiện nay Brett gia tộc, có thể ứng phó được chúng ta Aso gia tộc, còn có các ngươi Sicily gia tộc sao? Nghe vậy Potas bá tước không có ở nói, mà lại yên lặng nhìn vẻ mặt điên cuồng, dữ tợn Aso Uchijiro, trong mắt lấp lánh do dự cùng lựa chọn. Thế nào, Potas bá tước ngươi còn đang do dự, lẽ nào ngươi thực sự cam tâm bị da vàng hầu tử cùng lão già kia cưỡi ở trên đầu? Bọn họ coi là vật gì vậy, lại dám hướng chúng ta động thủ, rồi hãy nói, xấu nhất kết cục cũng không tựu mới như vậy sao? Có thể đừng nói cho ta các ngươi Sicily gia tộc chẳng bao giờ nghĩ tới đại thế Brett gia tộc. Bọn họ hiện tại cũng liền chỉ là chỉ không móng con cọp không có răng, từ nơi này đi ra bước đầu tiên, không phải là rất tốt sao? Aso Uchijiro trong thanh âm lộ ra âm ngoan, cũng mang theo một luồng trung hoặc. Đem Brett gia tộc ở Italia vương giả địa vị giành lấy, bọn họ Sicily gia tộc vừa làm sao có thể không muốn quá. Tối trọng yếu là Aso Uchijiro hiện tại theo như lời nói quả thực quá dụ dỗ. Hiện nay Brett gia tộc, hoàn toàn chính là không móng con cọp không có răng, bọn họ Brett gia tộc dựa vào cái gì không thể đem giành lấy. Trở thành Italia hắc ám thế giới cực mạnh. Đến lúc đó, bọn họ Sicily gia tộc mới là cái này Italia tối có thân phận địa vị, nhất mảnh đất này trên nhìn huyết tộc quý tộc gia tộc cổ xưa. Mà hấp dẫn như vậy, đối với hắn, thậm chí đối với phía sau hắn Sicily gia tộc mà nói, đều tràn đầy vô cùng mê hoặc. Không cách nào chống cự. Nội lần lang tiên sinh, không phải không thừa nhận ngươi thật sự là cái rất tốt thuyết khách. Aso gia tộc lần này phái ngươi tới thật là đúng. Sau đó chỉ thấy Potas bá tước mạnh nắm quyền đầu, chậm rãi nói. Nguyên bản do dự sắc mặt cũng rốt cục nhất định. Phải, có thể bị Potas bá tước như ngươi vậy tán thưởng, nhưng thật ra ta Aso Uchijiro vinh hạnh. Nghe vậy Aso Uchijiro rốt cục nở nụ cười, cười rất âm trầm cùng sán lạn. Bởi vì Potas bá tước nói cuối cùng là nhượng trong lòng của hắn an ổn. Thậm chí sau đó... còn thấy hắn trương mập phì ở trên mặt cũng còn không khỏi giấy lên nồng nặc nhe răng cười, cùng vẻ hưng phấn. Không có biện pháp, dù sao chuyện này liên lụy đến Italia đã từng hắc ám thế giới vương giả Brett gia tộc, hắn coi như là lại tự đại, cũng khẳng định minh bạch cùng hiểu được, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những lời này. Nếu như chỉ là một mình hắn nghẹn không dưới khẩu khí này, muốn hướng chi kia heo, hướng Brett gia tộc chết tiệt lão già kia hạ thủ, hắn cũng còn quả thật có chút không lá gan đó. Cần phải là Potas bá tước nguyện ý xuất thủ, tình huống đương nhiên tự triệt để không giống nhau, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao Potas bá tước phía sau thế nhưng Italia Sicily gia tộc. Nếu là đã từng lấy đã qua, Brett gia tộc còn có tư cách đem Sicily gia tộc không để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, nhưng bây giờ gia tộc kia mình cũng đã tàn phế lớn nửa cái mạng, chưa còn có tư cách gì đàm coi thường. Thậm chí bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Có dám hay không nhiều hơn nữa chuyện đều còn chưa nhất định ni. Vì vậy coi như chi kia heo phía sau hoa hạ màu đỏ gia tộc cường đại trở lại, có thể thế nào? Phải biết rằng ở đây không có thể như vậy hoa hạ, mà là Italia. Nội lần lang tiên sinh, tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiểu tử kia cùng Brett gia tộc có quan hệ, chúng ta Italia quốc nội tổ chức sát thủ, như là huyết nhận những. Này, hẳn là không trông cậy nổi đi. Sau đó lại thấy Potas bá tước hưng phấn mở miệng hỏi. Đang quyết định sau, trong lòng của hắn phấn khởi cùng vặn vẹo vẻ giận dữ cũng nhận được triệt để thả ra,
như là đã nhìn thấy, kiêu ngạo, da vàng hầu tử bị chặt đứt cái cổ, nằm trong vũng máu tràng cảnh. Bất quá hắn hiện tại nhưng ở quấn quýt có thể bang trợ bọn họ động thủ, bị chọn danh sách. Hiển nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn, cũng không lo lắng cùng Brett gia tộc triệt để xé rách ra mặt. Sự tình còn chưa đi đến một bước kia. Vì sao không có khả năng tìm bọn họ? Chúng ta nên đi tìm huyết nhận đám người kia, bọn họ có phải hay không được xưng để tiền, cái gì sống đều nguyện ý tiếp sao? Có thể Aso Uchijiro lại cư nhiên như vậy mở miệng, vẻ mặt cười nhạt. Hẳn là đi tìm bọn họ. Vì sao? Nghe vậy Potas bá tước trước còn là thần sắc sửng sốt, bất quá lập tức lại ngay tức khắc hai mắt mạnh sáng ngời, hướng về phía Aso Uchijiro thụ dưới ngón tay cái, bội phục nói nội lần lang tiên sinh, các ngươi người Nhật Bổn óc thật đúng là thông minh a. Chỉ sợ bọn họ coi như là khu phá đầu cũng không nghĩ ra, lấy chúng ta Sicily gia tộc còn có các ngươi Aso gia tộc thực lực, lúc này mới vừa phát sinh xung đột. Dĩ nhiên sẽ tìm bọn họ Brett gia tộc mình tổ chức sát thủ đi ám sát gia vàng hầu tử. Cứ như vậy muốn là chuyện này thật có thể đủ thành công, sợ rằng gia vàng hầu tử phía sau màu đỏ gia tộc cũng sẽ cùng Brett gia tộc triệt để xích mích. Đến lúc đó, biện pháp này thật sự là quá tốt. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Nghe được Potas nam tước kính phục cùng thừa nhận, Aso Uchijiro không khỏi vẻ mặt ngạo nghễ hất cằm lên, cười cười. Lập tức đã đem kỳ ánh mắt tiếp tục hiện ra dữ tợn cùng âm lãnh, cười lạnh nói mặc kệ chuyện này chỉ dựa vào như thế một tay cũng còn chưa đủ, dù sao chúng ta là muốn báo thù, mà không phải ác tâm Brett gia tộc. Như vậy đi, lần này ta đến các ngươi Italia vừa vặn cũng thuận tiện mang đến mấy vị chúng ta Aso gia tộc âm dương sư. Cũng để cho bọn họ có cơ hội liền xuất thủ. Có các ngươi Aso gia tộc âm dương sư xuất thủ, đúng là không có bất kỳ vấn đề gì. Potas bá tước trên mặt vừa lại nổi lên hưng phấn mà cười nhạt. Cùng bọn họ huyết tộc so sánh với, Nhật Bổn cái gọi là âm dương sư quả thực càng âm u hung ác, thay đổi thất thường một ít, cho nên khi hắn bây giờ nghe gặp Aso Uchijiro cư nhiên nguyện ý nhượng cùng hắn theo tính bọn họ Aso gia tộc âm dương sư cũng xuất thủ, nào có cái gì không hài lòng, cùng không yên lòng. Đến lúc đó, coi như là sự tình bại lộ, sự việc đã bại lộ. Có thể động thủ hai nhóm người lại sẽ chỉ là Aso gia tộc âm dương sư, hoặc là huyết nhận người, không có chứng cứ xác thật, hiện nay Brett gia tộc dám hướng bọn họ Sicily gia tộc xuất thủ. Làm ban ngày lớn mộng còn không sai biệt lắm. Đó là đương nhiên, Aso Uchijiro trên mặt cũng nổi lên đồng dạng hưng phấn mỉm cười, cùng cười nhạt. Hắn không ngốc, đương nhiên minh bạch Potas bá tước trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là, lên một lượt tạc thuyền đâu còn là dễ dàng như vậy là có thể xuống. Hơn nữa đến lúc đó, nếu sự tình thật làm lớn chuyện, ghê gớm hắn để lại vứt lần này cùng Sicily gia tộc sinh ý, về nước đi, như vậy không phải là chỉ có Sicily gia tộc đám này ngu ngốc, tại đây Italia cùng Brett gia tộc chó cắn chó. Bọn họ Aso gia tộc căn cơ có thể không ở nơi này Italia. Nhưng hắn loại tâm tình này nhưng vẫn là rất nhanh thì thu liếm, dù sao bây giờ còn chưa đến, nháo bài, một bước kia. Sau đó chỉ thấy kỳ ôm một viên tràn đầy phẫn nộ. Cùng hưng phấn mà tâm, cùng Potas bá tước thảo luận khởi chi tiết lên. Dù sao kể từ bây giờ ra, chi kia heo rất có thể là hoa hạ từ xưa màu đỏ gia tộc thanh niên nhân, vì vậy muốn đi gặp kỳ xuất thủ liền khẳng định không có khả năng là nhất kiện giản đơn, cùng khinh suất chuyện tình. Bất quá có thể có ám sát như vậy một loại tên cơ hội, cũng cho hai người bọn hắn người mang đến một loại đùa với lửa kích thích cảm. Chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được phấn khởi cùng kích động. Chết tiệt ra vàng hầu tử, cho ta hảo hảo chờ hưởng thụ tử vong hít thở không thông đi. Ha ha, ha ha ha. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đương nhiên không biết cũng bởi vì như vậy một việc, Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước cư nhiên thật chuẩn bị tìm người ám sát hắn. Bất quá coi như hắn đã biết, cũng khẳng định chỉ là sẽ khóe miệng giễu cợt cười mà qua đi. Vẫn là câu nói kia, nếu không phục khí, ghê gớm chúng ta cứ tiếp tục vui đùa một chút đi. Vừa vặn hắn kỳ thực cũng muốn ở, trước khi rời đi, nhiều vui đùa một chút ni. Mà lúc này hắn đang ở Apple viện mướn ở tửu điếm bên trong biệt thự, ăn mặc rộng thùng thình mặc áo, bãi cát sách, thích ý nằm ở bãi cát ghế, đón dưới màn đêm ấm áp, ướt át gió thổi trên biển, hưởng thụ Apple non mềm hai tay xoa bóp. Chỉ thấy Apple mặc một bộ đủ để ra lệnh y, mê thất thung, thon dài áo sơ mi, đem một đôi tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ đầy đủ. Thon dài lớn chân dài vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi đi ra. Da thịt cũng là trắng nõn như ngọc vậy,
làm người ta chỉ là dư quang nhẹ phiết phảng phất như là muốn máu dục dịch, chịu đựng không nổi vậy. Quả thực thực sự quá dụ dỗ. Đây thật là thượng đế tác phẩm nghệ thuật vậy nữ nhân, quá hoàn mỹ. Mà chính là như vậy một cái đủ để khiến toàn bộ Âu Châu tuyệt đại đa số nam nhân đều hơi bị điên cuồng mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng, lại vào lúc này vẻ mặt mỉm cười ngồi ở Trần Phi sau lưng ghế nằm hậu phương, một đôi tay không nhanh không chậm, lực đạo vừa vặn gây khó dễ theo bờ vai của hắn. Mà cảnh tượng như vậy nếu là bị này Apple người ái mộ nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngay tức khắc ước ao, đố kỵ đến điên cuồng rơi. Muốn Trần Phi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ có ở như vậy làm người ta tiện đố chàng cảnh dưới, đón vi sâm gió thổi trên biển, khóe mắt dư quang nhẹ phiết đến tuyệt mỹ trên khuôn mặt nụ cười nhàn nhạt, Trần Phi trong lòng nhưng dần dần hiện ra một phức tạp tâm tình. Có chút tự trách, thậm chí có một ít xin lỗi. Rõ ràng hắn đã quyết định, chuẩn bị mau ly khai địa cầu này, đi đã qua tu chân giới, hiện tại lại chủ động tiếp được cái này nghiệt xuyên. Cũng không phải nói trong lòng của hắn đúng đối với Apple không có ý nghĩa. Chỉ là, tổng cảm giác hắn làm như vậy quá mức ích kỷ, xin lỗi người khác. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút muốn nói lại thôi lên. Liên đới sắc mặt đều có chút rối rắm. Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Vì sao ta cảm giác ngươi có chút mất hứng? Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt một màn kia phức tạp tâm tình, Apple trong con ngươi xinh đẹp nao nao, chợt nhu môi khẽ cắn, ôn nhu chậm rãi nói. Trong lời nói luyến ái trong nữ nhân là mẫn cảm nhất. Thật giống như nàng như bây giờ. Cũng không phải mất hứng, chỉ là, đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc nhất thời dừng một chút, có chút nhãn thần hoảng hốt lóe ra nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái quá am hiểu người nói láo. Tựu như cùng như bây giờ. Nghĩ đến một sự tình, là chuyện gì, có thể cùng ta nói sao? Trần, ngươi yên tâm đi, ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý nghe được. Mà đang nghe Trần Phi nói, Apple mím môi nói. Ta, nghe vậy Trần Phi có chút trầm mặc, nhưng trầm mặc hồi lâu sau, nhưng vẫn là thấy hắn cắn răng chậm rãi nói rằng Apple, người nói ta nếu đột nhiên ly khai thế giới này, người sẽ. Có thể hắn nói cũng còn chơi nói xong, lại bị một đôi non mềm như ngọc tay không cho bụng miệng ba. Chỉ thấy Apple vẻ mặt lo lắng cùng trách cứ vậy viền mắt ửng đỏ nhìn Trần Phi, vội vàng nói người đang nói bậy bạ gì. Ta không cho phép ngươi nói như vậy, thân thể ngươi như thế khỏe mạnh, ngươi làm sao sẽ đột nhiên tự. Không phải là, ngươi nghe không hiểu ý của ta, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là có một ít giở khóc giở cười. Nguyên lai like cái này Apple là nghe xóa. Vậy ngươi là có ý gì a? Apple nghe vậy ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, vừa theo sát mà có chút khẩn trương nói. Cái kia, ngươi nên biết ta và người bình thường là không đồng dạng như vậy đi. Cùng người bình thường so sánh với, ta là một gã đông phương hoa hạ người tu chân, có một ít siêu việt thường quy phi phàm vũ lực. Đến lúc này Trần Phi cũng lười ẩn giấu cái gì, liền đem nói dần dần nói ra, đem chính hắn cùng hắn chuẩn bị muốn lời nói ra, đều từ đầu chí cuối nói ra. Tu sửa tu chân giới, tai nạn, ý của ngươi là, ngươi sắp từ trên địa cầu này ly khai sao? Trần Phi nói này tuyệt đại bộ phân bệnh đậu mùa nát vụn rơi. Apple nàng đều nghe không hiểu, thế nhưng nàng lại nghe hiểu Trần Phi nói cuối cùng này. Hắn giống hệt cũng nhanh muốn từ trên địa cầu này ly khai. Cái kia, cái này, đúng vậy. Này, ngươi đừng khóc a. Nghe vậy Trần Phi vốn là đã có một ít chột dạ, cho nên khi hắn tiếp khóe mắt ánh chiều tà phiết đến Apple đã có một ít chiều động nhu môi, không tiếng động nước mắt từ đỏ bừng trong hốc mắt lưu lại thời điểm tràng cảnh, liền hoàn toàn trong nháy mắt như là tâm bị một cây đao hung hăng chọc mặc. Tiên huyết theo đó là thuận chảy xuống. Cảm giác khó chịu, cùng thống khổ, hoàn toàn là sâu tận xương tủy vậy từ tim của hắn dâng lên hiện ra. Nguyên lai không biết lúc nào Apple thật đã ở trong lòng hắn mặt có vị trí. Sau đó chỉ thấy Kỳ nhẹ giọng hít thở dài, đưa tay đem Apple chậm rãi lâu vào trong ngực, vẻ mặt nói xin lỗi, ta biết là ta không đúng, bất quá đừng khóc được không? Ta nhìn có chút đau lòng. Lời như vậy ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng thực sự rất khó nói đi ra, càng trọng yếu là có thể liên chính hắn nghe, đều biết cảm giác có chút giả đi. Thế mà, không nói gì khóc lê hoa đái vũ Apple đang nghe hắn những lời này lại đột nhiên nở nụ cười, dung nhan tuyệt mỹ cùng màu lửa đỏ nhu trên môi buộc vòng quanh lau một cái nụ cười sáng lạn. Sau đó chỉ thấy Kỳ lập tức đưa tay ở nàng cặp kia đôi mắt đẹp trên lau,
hai tay ôm chặt Trần Phi khuỷu tay nói Trần, ta không khóc, chỉ là trong ánh mắt đột nhiên có chút khó chịu mà thôi. Bất quá Trần, người nếu đi chỗ đó, về sau còn có thể trở về sao? Về sau, ta đương nhiên còn có thể trở về a, địa cầu này mới là gia hương của ta, hơn nữa, huống chi mẹ ta cũng hoàn hảo tốt sống ni, ở quốc gia chúng ta. Nghe vậy Trần Phi không chút do dự gật đầu nói. Vậy là được. Nghe thế Apple nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn, tuy rằng còn treo lệ ngân biểu tình thật có một ít làm cho đau lòng người, bất quá, sau đó chỉ thấy thứ nhất xong đôi mắt đẹp thật chặt rơi vào Trần Phi trên mặt, nhìn nhau hắn cặp mắt kia, nhận nhận chân chân nói chỉ cần ngươi còn có thể trở về, ta đây tự nguyện ý chờ ngươi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cái này giống hệt cũng không có gì, hãy cùng Lưu Học luyến ái vậy, chỉ tiếc chúng ta không thể tùy thời tùy chỗ nghĩ thông suốt điện thoại, tự thông điện thoại. Ngạch. Ai, nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc ngay tức khắc cứng đờ. Nhưng sau đó chỉ thấy Kỳ thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Lại sau đó chỉ thấy Kỳ đưa tay ở Apple xốc xếch phát sao trên nhu xóa sạch lên, vô luận là nhãn thần, hay hoặc là tâm tình, đều tựa hồ có chút rõ ràng phức tạp. Leng keng đinh. Ngay tại lúc này một trận xốc xếch chuông điện thoại vang lên, cũng rốt cục đem cái này phức tạp, không khí vi diệu phá vỡ. Gì? Lấy điện thoại ra vừa nhìn, Trần Phi ngay tức khắc hơi nhẹ di một tiếng. Trần Phi lấy điện thoại ra vừa nhìn, lại là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett đánh tới, không khỏi nao nao, sau đó tiện tay nhận, cũng không có cố ý lảng tránh. Này, lão Brett, là ta, có chuyện gì không? Trần Phi vừa nhận điện thoại, liền trực tiếp rất cao hỏi, sắc mặt hơi hiện ra lau một cái lạnh lùng vẻ. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu không đại sự tình gì. Lão Brett là không có khả năng đơn giản chủ động gọi điện thoại cho hắn, nhưng là bây giờ. Lão Brett, mà đang nghe Trần Phi xưng hô, nằm ở Kỳ trong ngực Apple lại hoàn toàn là nhịn không được thân thể mềm mại hơi buộc chặt, nhu môi thậm chí đã là vô ý thức trương lớn lên. Trong mắt cũng tràn đầy khẩn trương cùng rung động. Không cách nào so sánh được, nếu là lấy đã qua đã từng, nàng sợ rằng còn không biết tên này, ý vị như thế nào, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ từ nàng lần trước tại nơi tòa thành trong cùng lão Brett đám người cộng trải qua một lần bữa cơm sau, đương nhiên tựu không gì sánh được rõ ràng, tên này, tiếng xưng hô này, lão Brett, đây chính là bọn họ Italia hắc ám thế giới dưới đất vương giả gia tộc đại giáo phụ. Trần, là như vậy, ta vừa rồi thu được một tin tức, có người nặc danh tốn hao một ức muốn ủy thác gia tộc bọn ta kỳ hạ tổ chức sát thủ huyết nhận ám sát ngươi. Ta làm cho cẩn thận điều tra một chút. Hai cái nặc danh người một cái tên là Potas, khiến một cái hình như là cái người Nhật Bản, là Aso Uchijiro. Trần, tiếp ta phải nên làm như thế nào? Có cần hay không ta hiện tại đã đi xuống khiến đưa bọn họ toàn bộ giết? Lão Brett cũng là không chút do dự, trực tiếp đã đem sự tình toàn bộ nói ra. Có quan hệ ở Trần Phi chuyện tình, hiện nay tại bọn hắn Brett gia tộc mặc dù không phải nói sở hữu thành viên đều biết. Nhưng chỉ cần là hơi chút lên một ít đẳng cấp cùng cao độ tiểu quản lý, để ý, tiểu cao tầng, tất nhiên đều là biết đến. Trong đó đặc biệt huyết nhận như vậy, then chốt bộ môn, vi tối. Cho nên khi bọn họ bên kia vừa tiếp xúc với đã có người dám nặc danh ủy thác bọn họ ám sát Trần Phi Trần tiên sinh thời gian, ngay tức khắc từng cái một thiếu chút nữa bị mù hoàng thần, sau đó không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo đi tới. Mà ở nhận được tin tức này sau, lão Brett cũng là không khỏi một trận trong lòng chột dạ, cùng phẫn nộ đến cực điểm. Nói đùa, Trần Phi Trần tiên sinh đó là hạng thân phận hạng tầng thứ đại nhân vật. Kỳ lực lượng càng là hoàn toàn khủng bố đến làm người ta giận sôi, từ trong lòng ở chỗ sâu trong bỡ ngỡ. Thậm chí mặc dù là dứt bỏ những này không nói chuyện, Trần Phi Trần tiên sinh, cũng là bọn hắn Brett gia tộc ân nhân a. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ lại có người dám ủy thác bọn họ ám sát Trần Phi Trần tiên sinh. Thực sự muốn chết. Potas, Aso Uchijiro, không nghĩ tới hai nhà này hỏa lá gan thật đúng là lớn a. Trần Phi nỉ non, đen kịt trong con ngươi hàn mang chợt lóe lên. Chăm chú mà nói, hắn kỳ thực cũng không coi là một cái lãnh khốc, tàn nhẫn đến tế điện người, cũng không phải một cái đắc thế không buông tha người người. Nói cách khác trước hắn cũng không đến mức nhượng lão hắc cứ như vậy quên đi. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn hảo tâm, lại đổi lấy là đối phương hai vị này được một tấc lại muốn tiến một thước. Sát thủ sao? Thật là có điểm giờ ý tứ a. Bất quá, hắn Trần Phi lẽ nào tự mới chỉ giá trị một ức?
mà đang nghe microphone bên này Trần Phi ngôn ngữ, cùng lạnh lùng âm cuối, dù là lão Brett cùng Trần Phi, loại quan hệ này, cũng đều vẫn là không nhịn được cầm điện thoại tay hơi đầu giật mình. Bởi vì lấy hắn bây giờ đối với Trần Phi hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng đây đã là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút tức giận biểu hiện. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Người biết có người hoa một ức mua mạng của ngươi, trong lòng sẽ khả năng cao hứng lên sao? Chỉ là, hai người kia thật đúng là ngu xuẩn a. Trần Phi Trần Tiên Sinh, cũng chỉ giá trị một cái ức. Ta nhớ kỹ hai người kia giống hệt có chút địa vị đi. Một là cái gì Sicily gia tộc, một là cái gì Aso gia tộc. Bất quá sau đó chỉ thấy Trần Phi đột nhiên mở miệng nói rằng. Ngạch! Nghe vậy bên đầu điện thoại kia lão Brett nhất thời ngẩn người, sau đó không chút do dự nói rằng Sicily gia tộc, Aso gia tộc, ở chúng ta Brett gia tộc trong mắt cũng liền vẻn vẹn chỉ là nhị lưu mà thôi. Muốn là bọn hắn thật dám ngu xuẩn như vậy, gia tộc bọn ta cũng không ngại làm bọn hắn cảm thụ một chút, tự tìm đường chết là tư vị gì. Lão Brett, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại khẽ lắc đầu một cái, nói rằng ý của ta là, chuyện này là nhân ta dựng lên, hơn nữa các ngươi gia tộc tình huống hiện tại cũng có chút không xong, không thích hợp quá nhiều lăn qua lăn lại. Như vậy đi, hai cái không có mắt tên tựu giao cho các ngươi, giúp ta xử lý xong. Bất quá muốn là phía sau bọn họ hai nhà thế lực không phục, còn muốn tiếp tục nháo sự, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta đến xử lý. Vâng, Trần, ta minh bạch nên làm như thế nào? Vậy ta đây biên tự cúp điện thoại trước. Nghe vậy lão Brett cầm điện thoại tay vừa lại nhìn không được run một chút. Bởi vì hắn chân thực quá rõ, Trần Phi Trần Tiên Sinh có năng lượng là có kinh khủng bực nào cùng kinh người. Vì vậy, đừng nói là cái gì Sicily gia tộc cùng Aso gia tộc, bởi vì cái loại này mặt hàng coi như là trở lại 10 người, cũng căn bản không thể nào là Trần Phi Trần Tiên Sinh một tay bóp. Đến lúc đó, Sicily gia tộc nếu có thể hủy, bị diệt rơi. Bọn họ Brett gia tộc tình huống hiện tại cũng có thể buông lỏng rất nhiều đi. Sau Brett gia tộc bên kia đó là suốt đêm mà bắt đầu hành động, phái ra huyết nhận tối sát thủ tinh nhuệ, đem Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước trực tiếp giết chết. Còn thuận tiện đem Aso Uchijiro mang tới âm dương sư, cũng toàn bộ giết cái liền. Nhật Bổn âm dương sư, mặc dù đang cùng cao thủ cấp bậc trong là có chút khó chơi. Nhưng đối với này cường gia bọn họ quá nhiều huyết nhận sát thủ tinh nhuệ mà nói, nhưng cũng còn là quá yếu. Cùng trang giấy vậy, một thùng sẽ mặc. Mà khi Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước chết, phân biệt truyền tới Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Aso Sa Tỉnh, cùng với Sicily gia tộc đứng đầu đại lão một trong, tư thể mẫu công tước, cũng chính là Potas bá tước tổ phụ trong lỗ tai lúc, bọn họ cơ hồ là không thêm tự định giá đều chỉ có một phản ứng. Đó chính là tức giận. Sau đó còn lại là không thể tin được lỗ tai của mình. Bọn họ đương nhiên không có cách nào khác tin tưởng Brett gia tộc hiện tại đều đã hoàn toàn hãm sâu bùn trạch, một cái mạng tàn phế thất thất bát bát, lại còn dám tới như vậy trêu chọc bọn hắn. Đem con hắn, dòng chính hậu đại, giết chết. Sau đó bọn họ lập tức tức giận gọi Brett gia tộc. Muốn người sau vì chuyện này cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Song lần này chuyện này thế nhưng quan hệ đến Trần Phi Trần Tiên Sinh. Lão Brett đương nhiên sẽ không theo bọn họ lời thừa cái gì, hơn nữa thái độ cực kỳ cường ngạnh. Mà hắn loại thái độ này, tự nhiên là khiến nguyên bản cũng đã rất tức giận Aso Sa Tỉnh, cùng với tư thể mẫu công tước đều cảm thấy nhục nhã. Nếu là ngươi, Brett gia tộc còn giống như trước như vậy như bức, còn chưa tính, nhưng bây giờ các ngươi đều đã luân lạc tới cái loại tình trạng này, còn muốn ở trước mặt bọn họ bá đạo kiêu ngạo. Thật cho là bọn họ Aso gia tộc Sicily gia tộc là dễ khi dễ. Vì vậy rất nhanh, hai đại bởi vì phẫn nộ còn có tư tâm Aso gia tộc cùng với Sicily gia tộc liền không có gì bất ngờ xảy ra trộn lẫn ở tại cùng nhau, sau càng còn ôm cự dã tâm lớn hướng về Brett gia tộc trực tiếp bắt đầu phản kích cùng trả thù. Bọn họ du thuyết Italia phía chính phủ người, thậm chí còn mặt khác kích động đến rồi một ít âm thầm phát hiện, xem chừng đến chuyện này thế lực. Kích động bọn họ đồng thời xuất động đối phó Brett gia tộc. Nếu là đã từng lấy đã qua, Brett gia tộc ở vào đỉnh thời kỳ, đám người ô hợp này, nhảy nhót vở hài kịch, căn bản cũng không khả năng bị bọn họ không coi vào đâu. Có thể hiện nay tình huống quả thực có chút không giống. Làm Aso gia tộc cùng Sicily gia tộc trả thù cùng nhằm vào chân chính ùn ùn kéo đến lúc, bọn họ Brett gia tộc đó là cảm thấy rất trầm trọng áp lực. Vì vậy lại sau,
lão Brett biến hào hiệp cùng thông minh lên, trực tiếp là cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một chiếc điện thoại, đánh tới. Lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang cùng Apple đi dạo La Mã văn hóa lịch sử đã lâu đường phố. Mà khi hắn vừa tiếp xúc với đến giả Brett điện báo, liền tự nhiên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó chỉ thấy kỳ nhận nghe điện thoại, mắt hơi híp nói này, lão Brett, nói đi. Trần, là như vậy, Aso gia tộc còn có Sicily gia tộc động thủ. Hơn nữa bọn họ hoàn hảo giống như mượn hơi đến rồi người khác, tỉ như Italia chính phủ, cùng với Hungary vạn tư gia tộc vân vân chờ đã. Người xem, bên đầu điện thoại kia lão Brett lập tức nói. Được rồi, ta đã biết, giao cho ta đi. Trần Phi khóe miệng hơi ngoéo. Một cái, ngược lại cũng không lời thừa, trực tiếp nói. Tốt lắm, vậy ta đây biên tự cúp điện thoại trước. Nghe được điện thoại đầu này Trần Phi Trần tiên sinh vậy trực tiếp, dứt khoát ngôn ngữ, bên đầu điện thoại kia lão Brett nhất thời vi vi nở nụ cười, sau đó tất cung tất kính cúp điện thoại. Chỉ cần Trần Phi Trần tiên sinh bắt đầu động thủ, vậy hắn tự nhiên cái gì đều không cần lo lắng. Mà sự thực, cũng đúng là như vậy. Bởi vì như là Myers-Dobb, một đần người như vậy tuy rằng đúng là đang bình thường người trong lỗ tai thanh danh không hiển hách, nhưng chân chính biết bọn họ kinh khủng. Lại tất nhiên sẽ chỉ là nghe được tên của bọn họ tựu hai chân như nhũn ra, thậm chí cả người cũng có thể trực tiếp bị hù được liệt. Không có biện pháp, người như vậy có kinh khủng bực nào, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia người của bên trong vòng mới có thể nhất thanh nhị sở đi. Mà người như vậy có khả năng đủ đang bình thường người trước mặt hiển hiện, sợ rằng cũng chỉ có một cái lại một cái nghe nhiều nên thuộc siêu cấp nhảy qua quốc tập đoàn, thậm chí là quốc gia. Vì vậy sau đó một đám điện thoại liền từ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu điện thoại di động trong, dập đẩy đánh ra ngoài. Chính là một cái Aso gia tộc, đương nhiên còn có Sicily gia tộc, chỉ sợ bọn họ là cường đại trở lại, vừa làm sao có thể chống đỡ được Myers-Dobb, một đần đám người tự mình xuất thủ. Hoàn toàn là không có khả năng, cũng không thực tế sự tình. Mà ở nhìn thấy sau đó Trần Phi Vân Đạm Phong khinh nhất nhất gọi đi ra ngoài điện thoại, hời hợt nói. Muốn đem ngày ấy bản Aso gia tộc, còn có bọn họ Italia Sicily gia tộc cho lau đi rơi. Apple nghe nói như thế tự cảm giác mình như là đang nằm mơ vậy, cảm giác thái không chân thật. Lẽ nào cứ như vậy vài điện thoại, cũng đủ để khiến khổng lồ như Nhật Bản Aso gia tộc, Italia Sicily gia tộc hủy diệt. Cái này muốn là thật, vậy quả thực quá dọa người, thật bất khả tư nghị đi. Có thể, cái này kết quả sau cùng. Lại đúng là như vậy bất khả tư nghị. Ngay Apple tiểu đầu cảm giác loại sự tình này thật có một ít bất khả tư nghị lúc, sau đó phát sinh tất cả, mà dẫn đến đi ra ngoài ngất trời biển lại lập tức rốt cục khiến nàng nghẹn họng nhìn chân chối lên. Minh Bạch Trần Phi trong điện thoại nói này, cuồng ngôn thật không vậy cái gì đùa giỡn. Bởi vì hầu như cũng liền cả đêm thời gian, làm Apple ngày thứ hai từ trên giường tỉnh lại cùng Trần Phi lưu luyến chia tay, chuẩn bị đi trở về công ty tiếp tục kế tiếp công tác lúc. Lại chợt kinh hãi nhìn thấy, phô thiên cái địa hầu như sở hữu truyền thông đều ở đây đăng hoặc là công kích Sicily gia tộc còn có Nhật Bản Aso gia tộc rèm pha. Còn có gia tộc bọn họ kỳ dưới hầu như sở hữu đưa ra thị trường công ty cổ phiếu, đã ở buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch một khắc kia hoàn toàn là trình đoạn nhai thức sụt. Hơn nữa cái này đều còn chưa phải là đáng sợ nhất là trong một đêm, toàn bộ Âu Châu cơ hồ là có vượt lên trước 30% quốc gia đều hiểu. Tỏ thái độ, muốn đi gặp Sicily gia tộc cùng với Nhật Bản Aso gia tộc tất cả sản nghiệp động thủ. Đây chính là quốc gia A. Sau đó đến từ Âu Châu các nơi thế giới nghe tiếng siêu cấp lớn tập đoàn tài chính cũng bắt đầu hành động, hai gia tộc này kỳ dưới thuộc sản nghiệp bị bốn phương tám hướng hủy diệt đả kích. Còn có đều quốc gia có quan hệ ngành chấp pháp hành chính điều tra, rất nhiều vốn là cùng Sicily gia tộc hoặc là Nhật Bản Aso gia tộc quan hệ mật thiết, cùng tồn tại trên một cái thuyền gia tộc hoặc xí nghiệp. Cũng bắt đầu hốt hoảng đứng ra phiết thanh can hệ. Như là sợ bị mạc danh kỳ diệu cuốn như kinh khủng này, nhằm vào trong. Không sai, hiện tại vô luận ai, dù cho chỉ là hơi chút có một chút óc, tự tuyệt đối là có thể nhìn ra, cái này Sicily gia tộc còn có Aso gia tộc là trêu chọc tới cái gì, siêu cấp lớn phiền phức. Vì vậy loại thời điểm này bọn họ tránh cũng còn không kịp, làm sao có thể còn là nhược trí vậy ngây ngốc góp đi tới. Đó không phải là heo sao? Bọn họ không có thể như vậy heo. Phanh! Vì sao biết như vậy? Các ngươi hiện tại có hay không ai có thể đứng lên nói cho ta biết? Vì sao? Vì sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy đối phó chúng ta?
đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói a, Italia Sicily đảo, Sicily gia tộc, một cái nhà đứng sừng ở san sát nối tiếp nhau rộng lớn kiến trúc thấp bé trong phòng họp, một gã ẩn giấu trong bóng đêm cường đại huyết tộc quả đấm nắm tay, hung hăng nện ở trước mặt hắn ngăm đen đặc thù kim loại bàn tròn trên mặt bàn, một cái sâu đậm quyền hố xuất hiện, kim loại bàn tròn kịch liệt rung chuyển loạng choạng. Toàn bộ bên trong phòng họp đều tràn đầy hắn vô cùng phẫn nộ, cuồng loạn giống. Thậm chí tiếng gầm gừ trong, còn sáng loáng mang theo một tia âm dung. Không có biện pháp, trong một đêm, nhiều như vậy kinh khủng gia tộc, xí nghiệp, thế lực, thậm chí quốc gia đều đối với bọn họ Sicily gia tộc động thủ. Hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn không nể mặt, không để lối thoát cái loại này. Như vậy, hắn sao có thể trong lòng không sợ. Dù sao nói cho cùng, bọn họ Sicily gia tộc tại đây Âu Châu hắc ám trên thế giới, nhiều nhất cũng chính là cái nhị lưu A. Nhưng bây giờ thậm chí đều có nhất lưu thế lực lớn hướng bọn họ động thủ, đây là vì sao? Vì sao A? Mà ở mang theo âm dung bệnh tâm thần giống trong, cái khác ngồi ở bàn tròn chỗ ngồi huyết tộc câu đều trầm mặc, bất quá sắc mặt nhưng có chút run run, cùng trắng bệch. Bởi vì, bọn họ làm sao thường không biết cái loại này đạo lý. Nhất lưu thế lực lớn hướng gia tộc bọn họ động thủ, cái đó và tai nạn có cái gì khác nhau? Sẽ, có phải hay không là Brett gia tộc phản kích? Ta xem này tin tức, Aso gia tộc cũng rất thảm. Hồi lâu sau, rốt cục có một tóc vàng, song cầm lão giả chịu đựng không nổi không khí này, sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm, trên trán lại còn có ở bóng tối này trông rất là đáng chú ý mồ hôi lạnh mồ hôi hột, phản chiếu theo một chút ánh sáng nhạt. Trước mắt run cùng hoảng sợ. Không có biện pháp, ai có thể ngờ tới, trong một đêm, bọn họ Sicily gia tộc, không chỉ có trên tay có tài sản, sản nghiệp tất cả đều văn chương trôi chảy, thậm chí ngay cả cái này Âu Châu vượt lên trước 30% trở lên quốc gia đều hướng về bọn họ động thủ. Đây coi là cái gì? Vì sao biết có loại này không chuyện có thể xảy ra phát sinh a? Tư thẻ mỗ, ngươi có thể nói lại lần nữa xem. Brett gia tộc, ngươi là nghiêm túc sao? Bọn hắn bây giờ, tự thân đều khó khăn bảo, làm sao có thể còn có thể chính mình đáng sợ như vậy năng lượng. Rồi hãy nói, mặc dù là bọn họ suy bại trước, người nghĩ bọn họ tự có năng lực làm đến như bây giờ. Điều này có thể sao? Ngay từ đầu nói chuyện cường đại huyết tộc sửng sốt nửa ngày, sau cùng mới như là tìm được rồi cái gì, đột phá khẩu, vậy, phẫn nộ gầm hét lên. Brett gia tộc, coi như là bọn họ đang vì suy bại trước, cũng không có khả năng chính mình loại ảnh hưởng này lực cùng năng lượng đi. Dù sao đây chính là cái này Âu Châu 30% trở lên quốc gia, này nghe tiếng thế giới siêu cấp lớn tập đoàn tài chính cũng là vô số kể. Brett gia tộc, bọn họ tuyệt không khả năng. Nghe vậy, được xưng là tư thẻ mỗ huyết tộc cũng không nói. Chỉ là sắc mặt lại có vẻ càng sợ hãi. Đúng vậy, coi như là đã từng đỉnh thời kỳ Brett gia tộc, cũng không thể chính mình bực này đáng sợ năng lượng. Chớ nói chi là hiện tại, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai ở hướng bọn họ Sicily gia tộc động thủ? Hơn nữa còn là đột nhiên như thế, cùng mãnh liệt. Hầu như trong một đêm, đều nhanh muốn đem gia tộc bọn họ còn có Aso gia tộc, hoàn toàn bị diệt. Như vậy năng lượng kinh khủng, quả thực thật là đáng sợ. Tộc trưởng đại nhân, đều, các vị nguyên lão đại nhân. Ở nơi này bên trong phòng họp rơi vào làm người ta run. Sợ hãi trong yên tĩnh lúc, một gã vóc người cao gầy, hốc mắt hãm sâu sắc mặt tái nhợt nam tử, vẻ mặt hoảng sợ run rẩy lảo đảo đi đến. Tuy nói hắn bây giờ nhìn lại giống hệt ở kiệt lực che giấu hắn trong nội tâm sợ hãi, có thể, tựa hồ cũng là vô dụng công. Bởi vì che giấu giống hệt hoàn toàn không có tác dụng. Hắn cặp mắt kia còn có tái nhợt khuôn mặt viện chảy lộ ra ngoài sợ hãi, đã đem hắn bây giờ nội tâm, hoàn toàn bán đứng không còn chút nào. Chuyện gì xảy ra, Del Piero, ta không phải là gọi không cho phép ngươi tiến tới quấy rầy chúng ta sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hốc mắt hãm sâu sắc mặt tái nhợt nam tử xuất hiện, trong bóng tối cường đại huyết tộc phản xạ có điều kiện đó là phẫn nộ, bọn họ hiện tại thế nhưng ở thương nghị quan hệ đến gia tộc sống còn đại sự, hữu khởi dung cái khác ngoại nhân tiến tới quấy rầy. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt nam tử Del Piero trong mắt, trên mặt, hoàn toàn căn bản không che giấu được vẻ sợ hãi sau, liền lập tức trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Như là đoán được cái gì? Bên trong phòng họp những người khác cũng đương nhiên từ Del Piero dị dạng trong phát giác có chút không tốt,
một đám da mặt chợt căng thẳng. Được xưng là tư thể mỗ tóc vàng, song cầm lão giả càng nhìn không được ánh mắt run, cùng vẻ mặt khí cấp bại phôi nói phu, CK. Người hắn ma trả cho chúng ta lo lắng làm gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng đại nhân, tư thể mỗ nguyên lai. Ta, chúng ta vừa rồi bên ngoài đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Hốc mắt hãm sâu nam tử đeo Piero bỗng nhiên cả người run lên, rung giọng nói. Điện thoại của ai? Người hắn ma nói mau a. Nghe vậy trong bóng tối cường đại huyết tộc cả người run lên. Giống hệt đã có loại dự cảm bất tường. Hắn nói hắn là đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh, mã, mô đần đại nhân. Tộc trưởng, các vị nguyên lão, hắn các ngươi phải tự mình cùng hắn mở điện nói. Hốc mắt hãm sâu nam tử trong mắt lần thứ hai toát ra sợ hãi. Tiêu, đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh, mô đần đại nhân. T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều mạnh hít một hơi lãnh khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.